Chương 16. Ai đứng sau thành công của bạn? Quan điểm của Giftomer. Từ quảng cáo được dùng trong bài học này vừa có nghĩa đen vừa có nghĩa bóng. Dù quan điểm có hơi khác 100 năm về trước, nó đã được chứng minh rõ ràng trong hàng thập kỷ qua rằng phụ nữ không phải là phái yếu. Thực tế, đặc biệt là ở nhà tôi với 4 cô con gái, 4 cháu gái và một người bạn đời là nữ, điều ngược lại có vẻ đúng hơn đấy. Điều tuyệt vời ở bài học này là mọi người thường nhìn thấy những phẩm chất ở bạn mà bản thân bạn không tự mình nhìn thấy được. Nếu bài học này được đẩy đến cái giới hạn của bạn về mặt chính trị, hãy bỏ qua điều đó và đi tìm bài học thực sự ẩn sau ngôn từ của ngài Hill. Tất cả đều sẽ chỉ dẫn bạn đến đúng người đang ủng hộ bạn, những người sẽ đứng lên và lên tiếng bảo vệ bạn khi bạn đi tìm kiếm thành công. Nếu bạn là một người đàn ông đã có vợ, cuộc nói chuyện nho nhỏ sau giờ học này là dành cho người vợ của bạn. Còn nếu bạn đang độc thân, bài học này chính là điều thích hợp đối với người phụ nữ của đời bạn. Nếu bạn là một người phụ nữ đã có gia đình, bài học này là dành cho bạn, nhưng hóa ra lại hữu ích cho chồng của bạn. Nếu bạn còn là một cô nàng độc thân, bài học này vẫn dành cho bạn và sẽ hữu ích cho người thương của bạn trong tương lai. Tất cả chúng ta đều cần một nguồn cảm hứng. Chúng ta cần ai đó nhẹ nhàng thuyết phục ta đi đến thành công. Và khi tìm được một người thực sự quan tâm đến ta như vậy, hãy bám dính lấy họ và đừng buông ra. Napoleon Hill. Cách đây một vài tuần, một người phụ nữ gầy gò, chỉ nặng khoảng 50kg, dẫn người chồng to lớn, vạm vỡ và khỏe mạnh, nặng tầm 125kg đến văn phòng của tôi. Tôi có thể đoán được hẳn anh ta bị ép đến đây, vì anh ta cười với tôi đầy ngại ngùng. Trông anh ta có vẻ là người sợ vợ, thật đáng thương. Hơn nữa, tôi có thể thấy người đàn ông này cũng đang mong sự đồng cảm từ tôi. Người phụ nữ đứng ra nói chuyện với tôi. Cô ấy rất chú tâm và tỉnh táo, mang đậm phong thái của một nhà kinh doanh. Cô ấy nói, tôi đưa chồng mình đến đây để xem liệu ông có nhận anh ấy vào lớp học của mình được hay không. Anh ấy trước giờ chỉ làm người bán vé xe điện, nhưng tôi đã quyết định rằng anh ấy có thể làm tốt hơn thế. Người đàn ông đứng im nhìn tôi và nháy mắt ra dấu. Người phụ nữ nhỏ nhắn vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Cô ấy kể về tham vọng được nuôi lớn và giáo dục 4 đứa con nhỏ của họ. Rồi cô cũng nói tới những mong mỏi về vật chất thiết yếu trong cuộc sống cho đàn con nhỏ. Người đàn ông vạm vỡ chỉ ngồi đó và cười bẽn lẽn. Thể theo nguyện vọng của người vợ bé nhỏ ấy, tôi cho anh ta làm một bài kiểm tra tâm lý. Anh ta đã cho thấy khả năng trong lĩnh vực quảng cáo của mình to bằng một con thỏ rừng vậy. Điều đầu tiên chúng tôi làm là phân tích một ứng viên khi họ cho rằng bản thân mình có khả năng của một nhà làm quảng cáo tiềm ẩn. Đó là tìm hiểu cho ra thứ động lực đã thúc đẩy họ hướng sự chú ý về lĩnh vực này. Chúng tôi làm vậy bởi vì chúng tôi thấy rằng việc phát triển khả năng quảng cáo của một người vốn đã đặt cả trái tim vào việc trở thành một giám đốc quảng cáo khá dễ dàng. Trong khi đó, công việc của chúng tôi sẽ vất vả hơn nhiều khi một sinh viên muốn làm công việc này chỉ vì họ tin rằng đây là một công việc làm ăn tốt. Chà, trong trường hợp của anh bạn to béo kia, vì cái lý do hiển nhiên kia, để anh ta thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của người vợ đáng sợ, tôi nghĩ tốt nhất là nên tiến hành bài kiểm tra một cách riêng tư. Và tôi đã làm như vậy. Ngay khi chúng tôi ở trong một không gian riêng, anh ta mới thật thà thừa nhận lý do vì sao anh ta đến gặp tôi. Tôi vờ nghe như thể tôi không biết lý do thật sự. Anh ta nói rằng vợ tôi đã nuôi cái ý tưởng ngốc nghếch này trong đầu và ép tôi phải hứng thú với trò chơi quảng cáo này. Đó là những quảng cáo chết tiệt mà ông đăng liên tục trên các mặt báo đấy. Ông trả lời tôi xem tại sao cô ta không cho tôi ngủ một giấc ngon lành suốt 2 tuần thay vì cái thứ này cơ chứ. Tôi đáp, đừng lo anh bạn à, tôi hiểu mà, tôi cũng kết hôn rồi. Nhưng tôi đã để anh ta được nếm trải nó, tôi tặng người đàn ông đó một đòn chí mạng mà anh ta sẽ không bao giờ quên được. Tôi nói với anh ta rằng anh là người may mắn nhất mà tôi từng phân tích trong số hơn 10.000 trường hợp, và tôi thực sự có ý như vậy trong từng câu từng chữ. Thật may mắn bởi vì anh ấy được một ai đó tin tưởng và thúc giục anh ta đi đến thành công. Người bạn này khoảng tầm 38 tuổi, anh ta chưa từng làm gì khác ngoài những công việc tay chân. Tôi tìm hiểu sâu hơn và đoán ra được anh ta đã tốt nghiệp trung học, dù rằng biệt ngữ của anh ta không toát lên điều đó.
anh ta cũng có vẻ sáng lạn, nhưng chung quy lại thì anh vẫn không có vẻ là kiểu người thành công. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng là cái cách mà người phụ nữ nhỏ bé đầy tin tưởng ấy luôn cố gắng khơi dậy tham vọng của chồng mình. Tôi không thể không nói cho anh bạn đó biết những suy nghĩ của mình. Anh ta không thích điều này. Đó là dấu hiệu khích lệ nhất mà tôi nhận được. Anh ta tỏ chút bực dọc khi tôi bắt đầu thành thật và nói cho anh nghe về việc tôi nghĩ những người đàn ông khác sẽ làm thế nào dưới sự hướng dẫn của người vợ đầy tham vọng này. Tôi hỏi anh ta, đã bao giờ nghe kể về chuyện Andrew Johnson đã được vợ dạy đọc và viết chưa? Và rồi nhờ sức ảnh hưởng của bà mà ông đã trở thành phó tổng thống Mỹ. Có, anh ta có nghe chuyện đó rồi. Tất cả chúng ta đều cần một nguồn cảm hứng. Chúng ta cần ai đó nhẹ nhàng thuyết phục ta đi đến thành công. Và khi tìm được một người thực sự quan tâm đến ta như vậy, hãy bám dính lấy họ và đừng buông ra. Rất hiếm khi chúng ta thấy tất cả mạch tham vọng ở phái yếu. Chúng ta thường hay bắt gặp những bà vợ thiếu trí tưởng tượng để xây nên lâu đài trên mây hơn. Không phải bởi vì họ thiếu tham vọng, mà trong nhiều trường hợp là vì họ không thể ngừng nghĩ rằng bản thân có thể trở thành một nguồn sức mạnh tuyệt vời cho cuộc đời người chồng nếu họ thuyết phục và khuyến khích ông chồng đảm nhận nhiều công việc hơn. Phước lành đẹp đẽ nhất mà bất kỳ người đàn ông nào có thể có, đó là một người vợ có tham vọng, người sẽ động viên họ, mang lại cho họ hy vọng, niềm tin, khát khao và cả sự tự tin nữa. Chúng ta đều cần sự ủng hộ này. Chúng ta cần ai đó khen ngợi rằng chúng ta đang làm tốt công việc của mình. Một số người đàn ông vẫn làm tốt dù không nhận được những lời khen ngợi này. Nhưng bạn có nghĩ rằng họ có lẽ sẽ làm tốt hơn nữa sau khi được nghe những lời động viên không? Tôi muốn nói cho bạn biết rằng chúng ta cần lời khích lệ tinh thần này. Có thể chúng ta tin rằng mình đang làm tốt, nhưng chúng ta biết rằng bản thân đang thực sự làm tốt nếu một người bạn tin cậy của ta nói vậy. Chúng ta đều thích những ý kiến của mình được tán dương, phải không nào? Không gì có thể đo đếm được mức độ một người đàn ông bình thường có thể làm xuất sắc đến mức nào nếu bên cạnh anh ấy có một người vợ thật lòng yêu thương, tham vọng, trung thành và tâm huyết. May mắn là người đàn ông đó có một người vợ như vậy. Với một người bạn đời như vậy, bạn có thể đặt các mục tiêu cao như bạn muốn và bạn cũng có thể đạt được chúng đấy. Điều tốt đẹp tuyệt vời nhất mà bất kỳ người đàn ông nào có thể tận hưởng chính là sự đồng hành của một người vợ luôn vui vẻ, thầm lặng nhưng có tham vọng, là người luôn không ngừng động viên chồng mình vươn tới những thành tựu vĩ đại hơn. Cô ấy có thể đảm đương hết những công việc nhà cỏn con, nhưng ở đó bạn sẽ luôn tìm thấy yên bình và không gian lôi cuốn. Đây là nơi ý tưởng sinh sôi và nảy nở. Nếu tôi sống đến 100 tuổi, đến lúc ấy có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên người đàn ông đầu tiên đặt tay lên vai tôi và nói: "Nap à, cháu là một đứa bé sáng dạ." Đó là những lời ngọt ngào nhất mà tôi được nghe, có lẽ bởi trước đó chưa từng ai nói như vậy với tôi cả. Chính khoảnh khắc đó đã ươm mầm cho khát vọng phát triển trong cả trái tim và tâm trí tôi. Kể từ đó nó đã lớn mạnh không ngừng. Chính khoảnh khắc mà lời nhận xét nửa đùa nửa thật đó đến với tôi và đã giúp tôi có được khoảng thời gian tuyệt vời mà tôi đang có với bạn, những học viên của chúng tôi. Nếu những lời đó không được nói ra, có lẽ tôi sẽ mãi buồn khổ và không có bước phát triển đột phá, để rồi bây giờ có thể tận hưởng những nỗ lực khiêm tốn của mình, được giúp ích cho bạn và những học viên khác đang học đến bài này. Hãy để tôi được nói ra suy nghĩ này với bạn. Nếu bạn là một người vợ và chồng định theo khóa học này, hãy bắt đầu từ ngay hôm nay, ngay lúc này, để mang lại cho chồng mình những cảm hứng và động lực mới. Tin tưởng vào cậu ấy và cho cậu ấy biết điều này. Đây là một câu chuyện sẽ không bao giờ lỗi thời. Trong một thời gian ngắn, bạn sẽ thấy một sự thay đổi kỳ diệu ở người chồng của mình, người đang xây dựng gia tài cho bạn đấy. Đừng để cậu ta rơi vào tự mãn. Đó là kiểu người vẫn còn bám trụ với các chức thư ký dù rằng tóc bạc đã ngả màu hoa râm. Nếu bạn chuẩn bị làm vợ, sau khi đã chấp thuận đồng hành cùng chồng, thì hãy nhớ đến buổi nói chuyện nho nhỏ ngày hôm nay. Còn nếu bạn là một người đàn ông chưa chọn được người bạn đời ưng ý, hãy cẩn thận chọn lựa người có mục tiêu và tham vọng ít nhất phải như bạn, hoặc có thể cao hơn. Rồi sau khi bạn tìm được cô ấy, hoặc có thể trước khi tìm được, hãy đánh dấu bằng bút mực xanh những câu nói của cuộc trò chuyện này và để nó ở đâu đó để cô ấy có thể tình cờ đọc được. Khi anh bạn to béo đó rời khỏi văn phòng của tôi, gương mặt anh ta mang một biểu hiện khác. Anh ta trông có vẻ mang dáng dấp của một doanh nhân hơn rồi đấy,
khác với hình ảnh lúc anh bị vợ ép đến văn phòng tôi. Cách đây mới chỉ có nửa giờ thôi. Khi họ rời khỏi, người vợ hỏi tôi, ông có tin anh ấy sẽ trở thành một quảng cáo viên không? Tôi gật đầu về phía anh ta và đáp, hãy hỏi anh ta nghĩ thế nào về việc này. Tôi không thể nói ra sự thật. Khi tôi đang bấm thang máy cho họ, tôi thấy người vợ đưa khăn tay lên để lau nước mắt. Tôi cũng muốn làm điều như vậy, nhưng anh bạn đó chỉ là một trong 10.000 người và người phụ nữ bé nhỏ ấy cũng là một trong hàng trăm nghìn trường hợp mà tôi biết. Có thể sẽ có một ngày những tàu điện sẽ phá hỏng một trong những ngày làm việc của cậu và rồi người vợ lại có cơ hội được gieo mầm nhiệt huyết và động lực để sau này hạt mầm lại nảy mầm và lớn mạnh. Có ai nói trước được điều gì đâu. Thân ái, Napoleon Hill. Tái bút. Vợ tôi vừa đọc xong những nội dung ở trên. Bà ấy gợi ý rằng liều thuốc này hữu ích cho cả đàn ông và phụ nữ ấy chứ. Tôi e là bà ấy không đúng. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, dù là ai thử nghiệm thì nó cũng đâu có làm hại ai đâu. Hành động chu đáo của Kip Thorne. Làm sao để áp dụng bài học này? Nếu bạn muốn thành công, hãy chơi với người thành công tích cực. Jeffrey Kip Thorne. Chìa khóa để áp dụng thành công bài học này vào cuộc sống là hãy tìm và chơi với những người bạn tuyệt vời, cũng như kết giao với những ai hiểu rõ bạn và mong bạn thành đạt, thậm chí ai đó người mà còn có thể giúp bạn thành công. Hãy làm quen những người sẵn sàng động viên bạn và nói tốt về bạn, dù bạn có mặt tại đó hay không. Tìm được và nhận được sự ưu ái từ những người sẵn sàng đặt cược vào bạn, giống như việc bạn sẵn sàng đặt cược vào chính mình vậy. Mọi người sẽ đặt cược vào bạn nếu bạn sẵn sàng đặt cược cho chính mình và cho thành công của bản thân. Và bạn không thể đoán được tôi đã quyết định ước gì đâu. Đó không phải là giàu sang, thậm chí cũng không phải sức khỏe. Không phải là dự án bất động sản gì. Không, tôi không chọn bất cứ thứ gì trong số đó, nhưng có một thứ quan trọng hơn tất cả những thứ đó gộp lại. Napoleon Hill. Cân nhắc kỹ trước khi quyết định, nếu không bạn sẽ mất cả đời để nhận ra. Napoleon Hill. Chương 17. Nếu tôi chỉ có một điều ước. Quan điểm của Kip Thorne. Bạn đã bao giờ mơ ước một điều gì mãnh liệt chưa? Chắc chắn là có rồi. Câu hỏi mà tôi muốn dành cho bạn là, điều ước đó có thành hiện thực không? Câu trả lời là hiếm lắm. Trong bài học này, ngài Hill muốn hỏi bạn rằng liệu khi điều ước thành hiện thực, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của bạn và những người xung quanh. Bạn chắc là biết đến câu nói, cẩn thận với những gì bạn muốn. Ngài Hill nói rằng hãy chắc chắn với những điều bạn muốn, hãy nghĩ đến những kết quả, hậu quả sau khi điều ước thành hiện thực. Hãy đọc bài này thật cẩn thận. Điều ước duy nhất của ngài Hill sẽ làm bạn ngạc nhiên và truyền cho bạn nguồn cảm hứng vô tận. Vào các buổi sáng chủ nhật, tôi thường ghé qua công viên và hòa mình vào thiên nhiên. Trong suốt cả tuần, tôi đã phải nói chuyện với rất nhiều người, cả đàn ông và phụ nữ về chuyện kinh doanh. Nhưng vào những buổi sáng chủ nhật như thế này, tôi lại nói chuyện những cái cây và mặt nước trong xanh của hồ Michigan. Và có thể bạn sẽ không tin, nhưng những cái cây và mặt hồ đã nói chuyện với tôi. Từ chúng, tôi lấy lại cảm hứng để vượt qua một tuần đầy vất vả. Trong những cuộc dạo bộ vào sáng chủ nhật này, đặc biệt là khi tôi đi một mình, tôi lên kế hoạch và cách thức để giúp đỡ bạn cùng những học viên khác của tôi. Cách đây vài tuần, khi tôi đang tận hưởng cuộc dạo chơi với những tán cây dọc bờ hồ, thì một giọng nói khe khẽ vang lên trong đầu, hỏi tôi rằng, nếu chỉ có một điều ước và nó có thể được thực hiện ngay lập tức, thì tôi sẽ ước điều gì? Nếu bạn tin rằng đây là một câu hỏi có thể quyết định dễ dàng, hãy ngưng lại và tự thử xem. Ban đầu, tôi cầu thịnh vượng và cầu cho những điều tốt đẹp mà tôi có thể làm nếu tôi có khối gia tài hàng triệu đô la như Rockefeller hay là Carnegie. Tôi nghĩ đến mọi điều thuận lợi mà mình có thể mang lại cho vợ cùng hai cậu con trai. Tôi nghĩ đến cảnh tượng mà chúng tôi có thể đi du lịch vòng quanh thế giới, nghĩ đến cả những niềm vui sướng hân hoan khi tôi trở về sau đó và có thể viết cho tất cả học viên của mình về chuyến đi tuyệt vời của gia đình tôi.
tôi nghĩ đến những đất nước xinh đẹp mà chúng tôi luôn ao ước được đặt chân tới. Ờ thì, giàu sang chính là điều mình muốn, tôi tự nhủ. Nhưng theo một cách nào đó, điều ước này không khiến tôi hài lòng lắm. Tôi nghĩ rằng phải có thứ gì đó quý giá hơn tiền bạc. Tôi ngồi xuống bên cạnh gốc cây liễu mọc bên hồ, thả chân đung đưa trên dòng nước. Khi ngồi đó, tôi đã nghĩ lại về những lý do đầu tiên và phân tích sự giàu có. Tôi cẩn thận nghiền ngẫm lại những người đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ nhờ kết quả của việc đóng góp hữu ích cho nhân loại. Sau đó tôi đã nghiên cứu những trường hợp giàu lên chỉ nhờ quyền thừa kế mà không phải cống hiến chút công sức nào cho cuộc đời. Tôi bắt đầu đến gần hơn với cơ sở của điều ước đầu tiên của mình. Và bạn không thể đoán được tôi đã quyết định ước gì đâu. Đó không phải là giàu sang, thậm chí cũng không phải sức khỏe, không phải là dự án bất động sản gì. Không, tôi không chọn bất cứ thứ gì trong số đó, nhưng có một thứ quan trọng hơn tất cả những thứ đó gộp lại. Điều ước của tôi là tôi được ban phước với những tri thức vĩ đại của nhân loại nhiều hơn nữa, hơn cả những tri thức đã được khám phá và vận dụng, rằng tôi có thể thấu hiểu những khả năng còn ẩn giấu của quy luật tự nhiên đã điều khiển mọi máy móc và mang lại sự giàu sang, điều khiển trí não con người và đặc biệt là tâm trí tôi. Rằng tôi có thể vượt qua giới hạn của những thành tựu nhân loại và hiểu được những sức mạnh tự nhiên của không khí, ánh nắng, bóng tối. Rằng tôi có thể hiểu quy luật tự nhiên thông qua một thí nghiệm tuyệt vời để giúp chúng ta có thể khai thác và sử dụng trọng lực hiệu quả hơn, tận dụng nguồn năng lượng của những con sóng ngoài đại dương đang dâng trào, tận dụng ánh sáng vào ban ngày và ánh trăng vào ban đêm để sưởi ấm ngôi nhà, nấu cơm và vận hành các ngành công nghiệp. Nói tóm lại, tôi ước có nhiều tri thức hơn và giảm thiểu sự ngốc nghếch của bản thân về những nguyên liệu làm việc mà Chúa đã ban cho tôi. Bởi với nguồn tri thức rộng lớn hơn, chúng ta có thể đáp ứng những nhu cầu thiết yếu nhất cho bản thân. Vậy điều ước của bạn là gì? Cân nhắc kỹ trước khi quyết định, nếu không bạn sẽ mất cả đời để nhận ra. Thân ái, Napoleon Hill, số 80, Phố X Randolph, Chicago, Mỹ. Hành động chu đáo của Keith Thomer. Làm sao để áp dụng bài học này? Hãy thử làm theo ý tưởng của ngài Hill. Ước, đừng quá viển vông và sau đó làm việc hết mình để biến nó thành hiện thực. Điều bé nhỏ lại làm nên thứ vĩ đại. Hãy nghĩ về nơi mà ngài Hill đã nghĩ điều này và ý tưởng đó của ông đã được truyền cảm hứng như thế nào. Còn bây giờ, hãy hướng sự chú ý đến những suy nghĩ trong đầu và đến điều ước duy nhất của bạn. Ngài Hill đã có thể nghĩ được ý tưởng tuyệt vời như vậy vào thời điểm đó bởi ông đã được truyền cảm hứng bởi thiên nhiên. Ông có tâm trạng tốt, điềm tĩnh và thư thái. Lưu ý rằng ông cũng có vận động một chút. Hãy nghĩ xem bạn có được những ý tưởng tốt nhất như thế nào và ở đâu. Chỉ khi bạn đang tắm thôi ư? Vậy thì bạn cần nhiều khoảng thời gian thư giãn để suy nghĩ thư thái hơn đấy. Trên ghi chú cá nhân, tôi còn có một điều ước bên cạnh ước muốn yên bình, sức khỏe, trí khôn, hạnh phúc và sự yên ấm cho gia đình mình. Đó là tôi ước mình có sức khỏe, sức mạnh và khả năng tư duy để có thể viết được thêm 10 cuốn sách trước khi bước sang tuổi 100. Nhưng đây là ước muốn của bạn. Tôi đặt ra một thử thách cho bạn là hãy viết ra một điều ước. Hãy xem lại nó khi bạn đọc xong cuốn sách này và kết hợp với mọi điều bạn học được để nó được hoàn thiện hơn. Nghĩ về nó, viết về nó và hành động để đạt được nó. Chương 18. Chiếc chìa khóa thần kỳ. Quan điểm của Keith Thomer. Ngài Hill sẽ nói về chiếc chìa khóa thần kỳ dẫn lối thành công. Bạn nghĩ đó là gì? Chà, đây là gợi ý. Bạn đang sở hữu nó đấy. Chỉ là bạn chưa sử dụng nó đúng mức thôi. Trong vài trang giấy ngắn ngủi này, ngài Hill sẽ chỉ cho bạn cách để khơi dậy nó và tra dầu cho nó hoạt động. Cảnh báo, đừng xem nhẹ bài học này. Ngài ấy không nói bạn phải làm gì, mà ngài ấy sẽ nói là đây là cách tôi làm. Trong khi giới thiệu cho bạn chiếc chìa khóa thần kỳ này, trước tiên hãy để tôi giải thích rằng đây không phải là phát minh của tôi. Dù theo hình thức này hay hình thức khác, thì chiếc chìa khóa mà những nghiên cứu sinh của khoa học tâm thần và tư duy mới đang dùng là giống nhau. Chiếc chìa khóa thần kỳ này là thứ sức mạnh kỳ diệu nhất, nhưng vận hành nó lại rất đơn giản.
đơn giản đến mức nhiều người không biết cách tận dụng. Con người chúng ta thường có xu hướng nghi ngờ một công thức đơn giản, công thức giúp mở cánh cửa bước vào sức khỏe và giàu sang. Tuy nhiên, công thức ấy chính là chiếc chìa khóa thần kỳ. Nó sẽ mở cánh cửa để bạn bước vào cuộc sống sung túc, mở cánh cửa giúp bạn nổi tiếng, và trong nhiều trường hợp, nó có lẽ sẽ mở khóa cánh cửa dẫn đến sức khỏe thể lực. Nó sẽ mở cánh cửa để bạn bước chân vào nền giáo dục. Chiếc chìa khóa ấy sẽ cho bạn mọi cánh cửa ẩn chứa những khả năng tiềm ẩn của bạn. Nó sẽ đóng vai trò như chiếc vé thông hành đưa bạn đến mọi vị trí trong cuộc sống mà bạn muốn. Nhờ có chiếc chìa khóa thần kỳ, chúng ta có thể mở cánh cửa bí mật đến với mọi phát minh vĩ đại của thế giới. Nhờ những năng lực thần kỳ của chiếc chìa khóa, tất cả những thiên tài vĩ đại của thế giới được sản sinh. Chúng tôi sẽ giả định rằng nếu bạn khao khát có một vị thế cao hơn trong cuộc sống, chiếc chìa khóa thần kỳ sẽ giúp bạn duy trì khát khao đó. Nhờ công dụng của chiếc chìa khóa mà Carnegie, Rockefeller, Hill, Harriman, Morgan và Guggenheim đã tích lũy được khối gia tài hàng triệu đô la. Nó sẽ mở cánh cửa tù tội và cho những người từng bị xã hội tẩy chay có cơ hội hoàn lương, trở thành công dân có ích và đáng tin cậy. Ở phía nhà tù bang Arizona, tại Florence, Arizona, có một tù nhân tên là Louis Victor Antrinch, phải chịu án tù chung thân. Khi cánh cổng nhà tù sau lưng hắn khép lại, hắn chính là mẫu điển hình của sản phẩm lỗi tồi tệ nhất của tạo hóa. Căn bệnh lao quái ác đã biến hắn thành một bộ xương di động. Sự đồi bại cả về thể xác lẫn tinh thần đã đẩy hắn ta xuống vực thảm nhân cách. Ấy vậy mà chiếc chìa khóa thần kỳ lại xuất hiện. Antrinch đã tận dụng nó. Anh ta bây giờ đang là một trong những người đàn ông đi đầu trên thế giới. Anh ta có thể hoàn trả lại những khoản nợ trước kia của mình, đã phát triển cả về thể xác lẫn tinh thần nên giờ anh ta ổn lắm. Anh ta cũng đã vượt qua được căn bệnh lao năm nào, ăn năn hối lỗi về những hành vi vô đạo đức trước kia. Giờ thì anh ta đã sẵn sàng mong sự tha thứ và thế giới cũng sẵn lòng chào đón những việc làm công ích của anh ta bên ngoài những song sắt. Bạn sẽ hỏi, chìa khóa thần kỳ này là gì vậy? Và tôi sẽ trả lời chỉ bằng một danh từ: năng lực tập trung. Nếu dừng lại ở đây thì sẽ không thỏa đáng. Bạn cần phải biết làm sao để sử dụng chiếc chìa khóa thần kỳ này. Trước tiên, hãy cho phép tôi được nói với bạn rằng tham vọng và khát khao là những năng lượng bùng nổ tuyệt vời mà bạn cần tập hợp lại để hỗ trợ cho năng lực tập trung. Nếu không có tham vọng và khát khao, chiếc chìa khóa thần kỳ này sẽ trở nên vô nghĩa. Đó là lý do vì sao ít người vận dụng được chìa khóa này. Khao khát bất cứ thứ gì bạn có thể, và nếu khao khát đủ lớn, chiếc chìa khóa thần kỳ mang tên năng lực tập trung sẽ giúp bạn đạt được nó. Napoleon Hill. Khao khát bất cứ thứ gì bạn có thể, và nếu khao khát đủ lớn, chiếc chìa khóa thần kỳ mang tên năng lực tập trung sẽ giúp bạn đạt được nó, miễn là điều ước của bạn nằm trong tầm với của con người. Hãy nghiên cứu những thành tựu vĩ đại của các môn đồ phái khoa học tâm thần và tư duy mới. Sức mạnh thống trị của những thành tựu đó là năng lực tập trung đi kèm với khát vọng. Có những nhà khoa học tuyệt vời đã khiến chúng ta tin rằng sức mạnh kỳ diệu của những lời cầu nguyện được vận hành theo nguyên lý của năng lực tập trung cùng một khát khao mãnh liệt, cộng hưởng bởi niềm tin bất diệt. Tôi không cố gắng liên kết hay phân tách câu chuyện về chiếc chìa khóa thần kỳ với bất kỳ sự huyền bí hay tôn giáo nào. Tôi chỉ đang kể câu chuyện theo quan điểm bình thường của một người trung lập. Tôi đang giải quyết nó bằng kiến thức thực tế mà tôi đã tích lũy được thông qua việc phân tích kỹ lưỡng và lập biểu đồ từ hơn 10.000 người. Tôi có thể thành thật thú nhận rằng bản thân tôi biết rất ít về nguồn gốc của sức mạnh được tạo ra từ năng lực tập trung và khát vọng. Nhưng tôi lại biết rất nhiều về tầm ảnh hưởng của những yếu tố này. Tôi đã được thấy chúng làm thỏa mãn bản thân hàng trăm lần. Chúng tôi sẽ đặt giả thiết rằng bạn đang nghi ngờ về sức mạnh của năng lực tập trung và khát vọng. Hãy kiểm tra những yếu tố này thông qua một ví dụ cụ thể. Trước tiên, bạn phải gạt bỏ băn khoăn và nghi ngờ. Không ai có thể tận hưởng các ích lợi của sức mạnh tuyệt vời này trong khi họ vẫn còn hoài nghi cả. Bạn cũng cần phải tin tưởng vào bài kiểm tra mà tôi chuẩn bị cho bạn. Bạn không được để bất kỳ cảm giác hoài nghi nào hiện diện dù chỉ trong tích tắc. Giờ thì chúng tôi sẽ đặt ra giả thiết rằng bạn có chút suy nghĩ gì đó về việc trở thành một nhà biên kịch giỏi hoặc một người phát ngôn có sức ảnh hưởng.
một giám đốc điều hành xuất sắc hoặc một nhà quản lý tốt. Giả sử chúng ta chọn trở thành một nhà quản lý tốt làm chủ đề cho bài kiểm tra này. Nhưng hãy nhớ rằng nếu bạn mong đợi nhìn thấy kết quả, bạn phải làm theo đúng hướng dẫn từng ly từng tí. Hãy lấy một tờ giấy phẳng, khổ giấy thông thường, sau đó viết những lời này trên giấy với cỡ chữ to nhất có thể. Tôi sẽ trở thành một người tuyệt vời, bởi vì điều này sẽ cho phép tôi chinh phục thế giới với những việc làm hữu ích và bởi nó sẽ mang lại cho tôi những vật chất cần thiết trong cuộc sống. Tôi sẽ tập trung vào khao khát này 10 phút mỗi ngày, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Ký tên của bạn. Nếu bạn viết không giỏi, hãy sao chép những điều ở trên, ký tên vào đó và đặt nó ở nơi bạn có thể thấy dễ dàng trước khi bạn ngã lưng và ngay sau khi bạn mở mắt vào hôm sau. Làm chính xác như vậy theo đúng lời bạn đã hứa trong ít nhất 10 ngày. Bây giờ, khi bạn xem xét đến năng lực tập trung, sau đây là cách để áp dụng nó. Hãy tưởng tượng về 3, 5, 10 hay thậm chí là 15 năm sau, bạn thấy mình ở một vị trí công việc được trả một mức lương cao. Hãy tưởng tượng đến gương mặt vui vẻ của những người bạn yêu mến, có thể là người vợ và những đứa con của bạn, nhưng cũng có thể là hình bóng người mẹ già với mái tóc bạc trắng phủ đầy đầu. Hãy tưởng tượng bản thân đang có một khoản tiền không ngờ tới, rằng bạn đang ở trong chiếc xe ô tô mà bạn có thể chi trả, rằng bạn sẽ sở hữu ngôi nhà nhỏ ấm cúng. Hãy tưởng tượng bản thân là một con người có tầm ảnh hưởng đến thế giới, rằng bạn vẫn không ngừng gia tăng giá trị của bản thân và kiếm được nhiều tiền hơn theo thời gian. Hãy tưởng tượng bạn sẽ gắn bó với một công việc mà bản thân không tồn tại cảm giác nơm nớp lo sợ mất việc. Hãy vẽ bức tranh tưởng tượng này bằng sức mạnh của trí tưởng tượng có sẵn trong con người bạn. Và xem kìa, nó sẽ biến thành một bức tranh khát vọng tuyệt đẹp. Sử dụng khát vọng này như một mục tiêu chính để dồn năng lực tập trung vào đó và hãy xem điều gì sẽ xảy đến. Có thể sẽ cần mất hơn 10 ngày để làm điều này, nhưng cũng có khi nó chỉ tốn của bạn một ngày mà thôi. Điều này phụ thuộc vào khả năng bạn làm công việc này tốt đến đâu. Giờ thì bạn đang nắm trong tay bí mật của chiếc chìa khóa thần kỳ. Nó sẽ mở cánh cửa đưa bạn tới bất kỳ chỗ đứng nào mà bạn muốn, chỉ cần nó nằm trong tầm với của bạn. Nếu mục tiêu tập trung của bạn là một điều thích đáng, bạn sẽ trở thành một nhân viên tốt hơn và một công dân có ích hơn cho xã hội. Hãy dùng chiếc chìa khóa này cùng với sự khôn ngoan. Chỉ dùng nó để đạt được những mục tiêu xứng đáng, rồi nó sẽ mang đến những thứ mà con tim bạn luôn khao khát có được. Thật đơn giản, cách áp dụng cũng thật dễ dàng. Vậy mà kết quả thì thật phi thường. Bạn hãy thử đi. Hãy bắt đầu ngay bây giờ và bỏ qua những lỗi lầm trong quá khứ. Bắt đầu lại tất cả từ đầu. Hãy tự viết nên câu chuyện của chính mình trong 5 đến 10 năm nữa bằng những thành tích mà mình sẽ đạt được trong bất kỳ công việc nào. Rồi bạn sẽ không còn thấy ngượng ngùng xấu hổ, rồi những thế hệ tiếp theo trong gia đình sẽ tự hào về bạn. Hãy ghi dấu bằng tên mình thông qua tham vọng, khát khao, trí tưởng tượng và năng lực tập trung. Cuối cùng tôi muốn truyền lại cho bạn suy nghĩ này. Nó đã là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời tôi. Nó đã hỗ trợ tôi khi đôi chân đã mệt mỏi, thay vì để tôi trượt ngã trên đường đời. Suy nghĩ đó là, hóa ra mọi điều tốt lành đều ngụy trang bằng lớp vỏ khó khăn. Ngôi trường mang lại cho bạn nhiều va vấp chính là ngôi trường quan trọng nhất. Nó huy động những gì bạn biết để mang ra chiến đấu trong trận chiến mang tên cuộc đời. Hãy đảm bảo mình có đủ khả năng và sức mạnh để vượt qua mọi trở ngại mà bạn phải đương đầu. Từ mỗi thất bại, chúng ta có thể học được những bài học tuyệt vời, chỉ cần bạn có ý chí. Napoleon Hill. Cho phép tôi được tổng hợp lại 5 điều quan trọng trong chuỗi bài học mà chúng ta sẽ đi qua, để bạn không quên. Đó là 1. Sự tự tin. 2. Lòng nhiệt huyết. 3. Làm việc với một mục tiêu chính. 4. Làm việc nhiều hơn so với mức bạn kỳ vọng. 5. Năng lực tập trung. Được hỗ trợ bởi khát vọng và niềm tin kiên định. Bằng cách áp dụng thông minh những phẩm chất này, bạn có thể làm chủ chính sự nghiệp của mình. Thân ái, Napoleon Hill. Số 80, Forest Randolph, Chicago, Mỹ. Hành động chu đáo của Keith Thomer. Làm sao để áp dụng bài học này? Ngài Hill yêu thích việc sử dụng từ thần kỳ bởi nó gợi lên ý tưởng rằng bạn phải nắm vững khía cạnh kỳ diệu trong công việc của mình và trở nên xuất sắc bằng cách hoàn thành những việc bình thường một cách hoàn hảo.
Tuy rằng ngày hưu hướng dẫn bạn đi qua cả một quá trình và chỉ cho bạn từng bước một, nhưng bạn mới chính là người có thể làm công việc đó. Hãy nghĩ về khoảng thời gian bạn vượt qua khó khăn, viết ra những gì bạn đã gặp phải và bài học mà bạn rút ra được từ đó, cùng với những gì bạn đang chọn làm sau khi khó khăn đó đi qua. Giờ thì hãy nghĩ đến những người bạn hân hoan trong thành công và lặp lại quá trình đó. Lý do để viết ra những điều này rất dễ hiểu. Đó là bản ghi chép thành công và hành trình đi đến thành công của bạn. Hãy tập trung vào chính mình. Chương 19. Ngoại hình bên ngoài trong việc hình thành ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Quan điểm của Keith Thomas. Cảnh báo, đừng xem nhẹ bài học này. Đồng nghiệp của ngày hưu, O.H. Chamberlain, Jr. Bản thân ông ấy là một người đi đầu trong lĩnh vực bán hàng và kinh doanh trên thế giới. Ông ấy đã có cơ hội được nói về tầm quan trọng của ấn tượng ban đầu mà mọi người và những nhà kinh doanh tạo nên, đồng thời nêu rõ ảnh hưởng của những ấn tượng này lên các cá nhân và lên mặt tài chính. Điều cần chú ý là đừng nghĩ rằng ấn tượng ban đầu của bạn là ổn rồi cho đến khi bạn nói chuyện với người khác. Tôi rất vui lòng được nhường lại những trang giấy này cho ông Chamberlain, người mà tôi luôn coi là một trong những người bán hàng giỏi nhất nước Mỹ. Dưới sự ủy quyền của tôi, ông ấy sẽ mang đến cho bạn những lợi ích từ kinh nghiệm của bản thân ông với những doanh nghiệp nổi tiếng như công ty National Cash Register, công ty The American Montecraft và những doanh nghiệp xuất sắc khác. Ông Chamberlain sẽ nói cho bạn về chủ đề giá trị của ngoại hình trong việc gây ấn tượng tốt đẹp ban đầu. Trong kinh doanh, tất nhiên là ta sẽ đáp lại một người đàn ông có diện mạo chỉnh chu bằng vẻ lịch sự. Kể cả những kẻ khinh suất nhất cũng làm điều này chỉ vì những động cơ ích kỷ của họ. Và họ làm vậy chỉ vì sợ rằng nếu không làm, thần hộ mệnh sẽ quay lưng bước đi. Cho đến khi một người đàn ông được biết đến, điều tạo nên bề ngoài của anh ta là những thông tin gắn với bản tính thanh lịch, nhã nhặn. Một lời chào thân mật là khởi đầu tốt để đảm bảo một cuộc phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, giúp người bán hàng tiến gần hơn tới mục đích của mình. Một lý do khác giải thích cho việc nuôi dưỡng một phong thái ấn tượng là vì một người doanh nhân thông thường phải dành thời gian cho nhiều việc. Thường thì anh ta sẽ không thể đưa ra hết mọi yêu cầu trong một cuộc phỏng vấn. Anh ta sẽ chỉ chọn ra những người mà anh ta chú ý thôi. Theo một cách tự nhiên, anh ta sẽ chọn người có bề ngoài khiến anh ta cảm thấy hài lòng nhất. Bán hàng là quá trình thay đổi tâm trí của khách hàng tiềm năng từ sự vô tâm, thờ ơ đến việc làm theo ý định của người bán hàng. Chúng ta chỉ đạt được điều này khi tạo được những ấn tượng nhất định trong tâm trí của khách hàng tiềm năng. Một ấn tượng trở thành một ấn tượng tốt khi nó được bổ sung thêm một chút thu hút để xoay chuyển suy nghĩ của những khách hàng tiềm năng theo đúng hướng. Những ấn tượng về mặt tâm lý sẽ được tạo ra bởi cả cảm nhận và chủ đích. Ấn tượng ban đầu mà khách hàng tiềm năng nhận thấy từ người bán hàng là cảm quan bằng mắt. Bước tiếp theo có thuận lợi hay không chỉ phụ thuộc vào bề ngoài của người bán hàng có vừa mắt hay không. Đó là một quy luật tâm trí bằng rằng mọi ấn tượng đều xuất phát từ những ấn tượng trước đó. Vì thế, việc tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp chính là yếu tố quan trọng hàng đầu. Dáng đi duyên dáng và nhẹ nhàng biểu thị sức mạnh. Thông thường mọi người đều không biết cách đi, đứng hay ngồi sao cho phù hợp. Trẻ con nên được dạy dỗ cách đi đứng từ sớm, sao cho sau này chúng sẽ gặp thuận lợi hơn. Thái độ cơ thể của một người chính là tấm gương phản chiếu tâm trí và tinh thần của họ. Một người đi thõng vai có một tâm trí uể oải, dễ buông xuôi. Cách thể hiện của tự trọng, uy quyền và tự tin không thể lẫn với sự hèn hạ và tự ti được. Không một ai có dáng vẻ thiếu quyết đoán, hoài nghi và bất cẩn lại có thể gây ấn tượng tốt với người lạ được. Trong phong thái của một người tuyệt vời, việc đi đứng hay ngồi đều phải chuẩn mực. Đó là dấu hiệu tự nhiên về nhân cách. Gần đây tôi đã được chứng kiến một minh họa rõ nét về hai thái cực diện mạo. Trong lễ nhậm chức của một thống đốc phương Tây, có mặt ở đó là một số cảnh sát trông cứng cáp và một số khác thì lại bảnh bao. Trong suốt buổi lễ, thật là phát lo lên được khi phải chứng kiến sự bất tiện của những người cảnh sát. Những cảnh sát đó với phần bụng mở rộng và lồng ngực như muốn nổ tung, chuyển từ chân này sang chân khác. Vị sĩ quan hậu cần đứng chăm chú trong suốt buổi lễ mà không hề tỏ ra khó chịu. Cậu dễ dàng đứng nhón chân, hóp bụng và ưỡn ngực, đầu ngẩng cao. Dáng đi của một nhân viên bán hàng khi họ tiến lại gần khách hàng tiềm năng của mình nên thể hiện sự mạnh mẽ và có dũng khí.
niềm tin vào bản thân và vào nhiệm vụ của mình. Nếu anh ta được mời ngồi xuống thì không nên ngồi thụp xuống ngay, ngồi ngã ngốn hay tựa lưng vào ghế. Thay vào đó, anh ta nên ngồi thẳng nhưng không quá cứng nhắc. Như một người phải thực thi mệnh lệnh, người bán hàng chính là quân nhân tiên phong trong quân đội của thương mại hiện đại. Những lời nói của người bán hàng để lại ấn tượng mạnh mẽ và đầy tự trọng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của khách hàng tiềm năng. Trang phục của người bán hàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc gây ấn tượng tốt đẹp ngay từ đầu. Nó nên phù hợp với công việc kinh doanh của người bán hàng. Nếu bộ quần áo quá phô trương hoặc ăn mặc quá cẩu thả, chúng đều sẽ khiến khách hàng từ chối lắng nghe yêu cầu từ phía anh ta. Trang phục nên điều chỉnh cho phù hợp với thời tiết và không nên lạm dụng các loại trang phục gây sốc. Lord Chesterfield nói rằng một người đàn ông được cho là ăn mặc đẹp nhất khi những người khác nhìn anh ấy và không có ý kiến gì về trang phục ngoài lời khen cho một tổng thể hoàn hảo. Một người không cần phải khoác lên mình những bộ đồ hiệu đắt tiền mới được coi là mặc đẹp. Quần áo sạch sẽ, thơm tho và phẳng phiu. Một cái cà vạt mới cùng đôi giày bóng lộn là quá đủ cho một diện mạo ưa nhìn rồi. Yếu tố tự tin đóng vai trò quan trọng trong ngoại hình. Theo bản năng, khách hàng tiềm năng sẽ chú ý đến tác phong và biểu cảm gương mặt của người bán hàng trước tiên. Nếu họ thấy sự tự tin của người bán hàng mang lại cho mình sự yên bình và an tâm, họ sẽ dễ tin tưởng hơn. Chúng ta cũng cần quan sát ánh mắt của người bán hàng. Lạc quan hay bi quan đều được thể hiện rõ qua yếu tố này. Ốm đau hay khỏe mạnh cũng được biểu lộ trên gương mặt. Bản thân một tâm hồn trong sáng cũng có sức ảnh hưởng lớn. Sự yếu kém trong khả năng kiểm soát cơ thể hay tinh thần cũng bị tóm gọn qua những tật xấu. Nhiều người bán hàng đã rơi vào cảnh thất bại vì tính lập dị không thể chấp nhận được. Trong trường hợp tệ nhất, các tật xấu còn là yếu tố hàng đầu gây giảm sự chú ý và hứng thú ở những khách hàng tiềm năng. Nếu họ cảm thấy người bán hàng cứ bồn chồn và khó chịu, họ không thể chú ý vào những lời nói dù cho nó có thuyết phục hay hợp lý thế nào đi chăng nữa. Có những tật xấu phổ biến mà chúng ta hay gặp như là lắc lư, ngọa nguậy và đứng ngồi không yên. Những động tác đó cần phải được loại bỏ ngay thôi. Những người bán hàng có thói quen đưa tay lên đầu. Không nhận thức được điều này trong quá trình giao tiếp, họ cứ lắc đầu từ bên này qua bên khác, ngã đầu về phía sau hoặc rướn người về phía trước, hoặc có những người luôn luồn tay qua tóc và để luôn tay trên đó. Cũng có những điều bộ của chân như là đi lê chân, dậm chân, đung đưa chân và vô tình đá chân vào chân bàn hay chân ghế. Những điều này ngăn cản sự chú ý của khách hàng tiềm năng, ngược lại với mong muốn của người bán hàng. Một số điều bộ khác trên gương mặt sẽ bắn đứng một người bán hàng thiếu thận trọng. Với mong muốn nhấn mạnh điều gì đó, đôi khi người bán hàng dồn nén cơ mặt quá đà khiến người nghe không thể đồng tình được. Một số người lại không biết để tay ở đâu nên họ cứ liên tục di chuyển bàn tay, khi thì để yên, khi lại gõ đầu ngón tay xuống bàn hoặc xuống thành ghế. Một trong những điều bộ đáng ghét nhất của bàn tay là xoa tay vào nhau khi nói chuyện, giống như đang bắt chước lại một vị quản gia người Anh vậy. Một cử chỉ thiếu lịch sự không thể bỏ qua là giơ tay vào miệng và cắn ngón tay. Chúng ta nên tránh mơn trớn đầu và mạch các bàn ngón tay của mình. Nó vừa tố cáo sự thiếu thoải mái, vừa làm cho người nghe khó hiểu, có thể hiểu bạn đang muốn nói điều gì. Trên tất cả, đừng chạm vào bất kỳ vật gì trên bàn làm việc của khách hàng. Một số người tôn sùng chủ nghĩa tự do và trong mọi trường hợp, việc làm này nói lên sự yếu kém trong khả năng kiểm soát bản thân. Tôi nghĩ không cần thiết khi phải chỉ ra rằng tóc tai của người bán hàng nên được cắt và chải gọn gàng, móng tay được tỉa cẩn thận và râu được cạo sạch sẽ. Ấy vậy mà nhiều người đàn ông vẫn tự giới hạn năng lực của bản thân bằng cách phớt lờ những chi tiết nhỏ nhặt nhưng rất quan trọng ấy. Trong kinh doanh, cho dù chỉ là tiểu tiết, nhưng chỉ cần nó ảnh hưởng đến việc bán hàng, chúng ta không được phép ngó lơ bất cứ điều gì. Một người bán hàng gây ấn tượng không tốt đẹp thông qua cử chỉ của bàn tay, của cổ hay gương mặt lấm lem, móng tay đang bẩn và gầu rơi trên vai áo khoác sẽ chỉ tự gây bất lợi cho mình mà thôi. Người bán hàng cũng cần quan tâm đến hơi thở của mình nữa. Một hơi thở bốc mùi chắc chắn là tác nhân hàng đầu xua đuổi khách hàng tiềm năng. Bài kiểm tra tiến trình của một người bán hàng từ khi anh ta bước vào lãnh địa kinh doanh của người khác cho đến khi rời đi chính là để lôi kéo khách hàng về phía anh ta. Bất kỳ ấn tượng xấu nào xua đuổi khách hàng cần phải được sửa đổi, cho dù đó là về ngoại hình, lời nói hay hành động cá nhân. Bài kiểm tra thực sự là đây. Bạn sẽ thu hút hay là xua đuổi khách hàng tiềm năng?
liệu bạn sẽ thành công hay thất bại trong việc gây hứng thú cho họ. Thân ái, Napoleon Hill, số 80, Phố X Randolph, Chicago, Mỹ. Hành động chu đáo của Keith Thomer. Làm sao để áp dụng bài học này? Hãy nhìn kỹ mình trong gương. Ấn tượng ban đầu không chỉ là ấn tượng mà người khác nghĩ về bạn, nó còn là ấn tượng mà bạn tự đưa ra cho chính mình. Bạn mặc như thế nào khi đang đọc cuốn sách này? Bạn có mặc đồ với tinh thần sẵn sàng chiến thắng không? Bạn đang tạo ra những ấn tượng gì mỗi ngày cho khách hàng, cho đồng nghiệp và gia đình của mình, và cho chính bản thân nữa? Bạn không chắc chắn à? Hãy tùy chụp một bức ảnh mỗi ngày. Tham vấn ý kiến của những người bạn tin tưởng và những người đã thành công trong việc tạo ấn tượng tốt ban đầu. Trong khi ngoại hình có thể không giúp bạn bán hàng thành công, nhưng bề ngoài tồi tệ sẽ khiến bạn thua ngay từ đầu. Chương 20. Đứng trước đồng tiền. Quan điểm của Keith Thomer. Bài học này cũng là một yếu tố nòng cốt của cuốn sách. Ngài Hill đã chắt lọc sự sáng suốt và trí tuệ của mình một cách cô đọng và trôi chảy, đến mức hầu hết các bạn đều rơi vào trạng thái bị ru ngủ, trừ một vài người. Những người đã nắm bắt được những gì Ngài Hill nói và sẽ nhận được phần thưởng mang tính thế kỷ. Ô, chờ đã nào, họ đã nhận được rồi đấy thôi. Tôi nghĩ bạn cũng sẽ kinh ngạc trước bộ óc thiên tài của Ngài Hill như tôi ngày trước vậy. Chà, tôi trở lại rồi đây, cùng với cái xẻng và cuốc, đã sẵn sàng để tiếp tục đào khu vườn linh thiêng của mình thêm một lần nữa. Tôi thấy thật cô đơn khi phải giao những trang sách này cho người khác, kể cả chỉ là những trang sách của một bài học. Đây là thời điểm thích hợp trong khóa học để tôi đặt ra cho bạn một ý nghĩ mà tôi không muốn bạn bỏ lỡ. Tôi đã chứng kiến một vài bác sĩ giả vờ nói với bệnh nhân của mình rằng họ đang mắc bệnh nặng, phần lớn bởi vì điều này sẽ tất yếu dẫn đến việc họ nhận được một khoản tiền phí chữa trị rất lớn. Nói thẳng thì tôi phải thừa nhận rằng mình không tin vào việc này cho lắm. Tôi tin rằng tự tin chính là tâm trạng sản sinh ra thành công. Tôi cũng tin rằng mọi sự thật sau khi có kết luận cuối cùng đều rất đơn giản. Để xúc tiến niềm tin này, tôi muốn nhắc lại một lần nữa rằng động cơ thành công và thành tựu không phải là phần quan trọng nhất của công việc mà bạn chuẩn bị làm, mà đó là khát khao được thực hiện những nguyên tắc mà tôi đã đặt ra. Tuy nhiên, phần quan trọng của thành công ở mỗi người là tạo lập kế hoạch để hoàn thành những nguyên lý đó. Nếu bạn đang chuẩn bị để trở thành những chuyên gia, thì cần phải tỉnh táo và cẩn thận với những sự cắt giảm nhỏ. Đó là trường hợp khi đồng lương của bạn bị ông chủ hạ xuống. Thu nhập thực sự của bạn được trả dựa trên lượng tiêu thụ hàng hóa mà công ty bạn bày bán. Trong nhiều năm, công ty Oliver Tirator đã quảng bá các loại máy móc với giá $100 trên một sản phẩm. Công ty đã bán được nhờ kế hoạch phân phối thông thường thông qua các đại lý. Công ty vừa mới cắt bỏ tất cả các đại lý và bán sản phẩm trực tiếp tới tay khách hàng với giá $49 một sản phẩm. Chỉ bằng một hành động duy nhất, ngay lập tức công ty đã cắt giảm được 50% số tiền mà khách hàng phải trả từ trước đến nay. Nghe quen phải không? Điều này đã được viết từ 100 năm trước. Bạn cứ đọc tiếp đi. Những ngày gần đây, vấn đề về chi phí sống đắt đỏ đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Những người lên kế hoạch rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng thì đang trên lộ trình đi đến thành công trong lĩnh vực bán hàng. Nếu đây là cuộc trò chuyện sau giờ học cuối cùng mà tôi có vinh hạnh để viết cho bạn, tôi sẽ dành chỗ cho chủ đề mà tôi đã lựa chọn. Tôi sẽ hối thúc bạn bằng tất cả khả năng của mình để rút ngắn mọi lộ trình có thể giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Với kế hoạch phân bổ hiện giờ của chúng ta đang buộc người tiêu dùng phải gánh quá nhiều chi phí. Trong nhiều trường hợp, họ đang phải trả cho lợi nhuận của nhà sản xuất, người môi giới, người bán sỉ bán lẻ, trong khi đáng ra họ chỉ cần trả công cho nhà sản xuất mà thôi. Một số người trong số các bạn có thể gánh liền với công việc bán lẻ. Một số người khác đang hoặc sẽ làm trong ngành này. Một số còn lại làm cho các đại lý và bên môi giới. Hãy để tôi nói với bạn, những người đang cảm thấy cuộc tranh luận này ảnh hưởng rất gần tới miếng cơm manh áo của bản thân, rằng việc tái điều chỉnh kế hoạch phân phối chắc chắn sẽ xảy ra, bởi đằng sau nó là một sự cần thiết mang tính kinh tế. Giờ tôi chỉ cảnh báo bạn vậy thôi, để bạn có thời gian chuẩn bị cho đến khi việc tái điều chỉnh này thực sự diễn ra. Nếu bạn trở thành người xuất sắc nhất trong lĩnh vực thành công và bán hàng, bạn phải luôn đặt tâm trí mình vào việc nghĩ ra những cách thức, biện pháp để ít nhất
thì cũng có thể cung cấp những mặt hàng thiết yếu cho người tiêu dùng với mức chi phí thấp hơn. Đây là một vấn đề hệ trọng với mọi học viên theo đuổi ngành bán hàng và theo đuổi thành công. Nó cũng là vấn đề quan trọng của bạn đấy. Hãy làm chủ cách thức vận hành của việc bán hàng giống như chúng tôi đang dạy cho bạn. Vâng, đúng thế, nhưng bạn cũng nên bắt đầu định hướng quan điểm của khách hàng đi thôi. Hãy nghiên cứu nhu cầu của họ cũng như của các nhà sản xuất. Những người bán hàng xuất sắc của tương lai, những người kiếm được 10.000, 15.000, 25.000 hoặc thậm chí là 50.000 đô la một năm sẽ là những người tìm thấy thêm cách thức mới mẻ để cung cấp hàng hóa thiết yếu tới tay người tiêu dùng với mức chi phí phải trả cho giai đoạn trung gian ít đi. Dù quan điểm này có ảnh hưởng nhiều đến bạn hay không thì tính hợp lý của nó là không thể chối cãi được. Được cảnh báo trước thì sẽ có thời gian chuẩn bị trước. Hãy bắt đầu điều chỉnh bản thân cho phù hợp với thời đại kinh tế mới ngay từ bây giờ. Thời đại đang không ngừng phát triển nhanh chóng trong nấc thang tiến trình thương mại. Công việc kinh doanh đáng giá hơn 100 triệu đô la đang đến gần Chicago mang tên Sears, Roebuck and Company. Bất cứ nơi nào bạn chỉ vào trên tấm bản đồ Mỹ và ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, bạn sẽ thấy những khách hàng thường xuyên của Sears, Roebuck and Company. Điều này là thế nào? Câu trả lời là Sears, Roebuck and Company đang cung cấp cho người tiêu dùng của họ những món hàng có giá rẻ hơn những mặt hàng khác cùng loại khi được qua tay của nhiều cầu nối trung gian. Ngày nay, một ai đó có thể giành được cả danh tiếng và tài sản nếu tìm ra được những cách thức và phương pháp giúp tiến một bước xa hơn những gì Sears, Roebuck and Company đã làm. Người này, dù là đàn ông hay phụ nữ, sẽ tiến hành một kế hoạch mà theo đó họ sẽ mang hàng hóa tới tận từng địa phương để người mua dùng thử. Sau đó, người dùng sẽ mua hàng bằng giá vận chuyển đường bưu điện. Kế hoạch sau khi được hoàn thiện sẽ rất đơn giản. Đó là bởi kế hoạch nghe sẽ có vẻ đơn giản hơn sau khi ai đó đã đi trước và kiếm được khoản thu hàng triệu đô la từ đó. Hãy tưởng tượng một chút về sức mua khổng lồ có thể xảy ra nếu người tiêu dùng đổ xô mua sắm chỉ ở một cửa hàng duy nhất của mỗi quận hoặc thành phố ở Mỹ. Bạn có thể sẽ thấy rõ việc kinh doanh của Sears, Roebuck and Company sẽ đi đến đâu rồi phải không? Chỉ cần một kế hoạch hoàn hảo như vậy là đủ. Ghi chú của Keith Thomer. Ngài Hill đã dự đoán về tương lai Walmart và Amazon chỉ trong một câu nói. Dù thế nào thì tôi cũng cảm thấy rằng kế hoạch này sẽ mang tên một trong số những học viên của tôi khi nó thực sự được thực hiện. Đây là một điều mà bạn nên suy ngẫm. Hãy nói điều này với tư vấn viên ngân hàng, với các nhà buôn ở nơi bạn đang sinh sống để thu thập tất cả thông tin về đối tượng bạn đang nghĩ đến bằng mọi khả năng có thể. Và luôn ghi nhớ rằng trong khi bạn thảo luận vấn đề này, luôn còn một vấn đề to lớn khác trong quá trình mua bán hàng hóa, đó là rút ngắn khoảng cách hàng hóa chuyển từ tay nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Cũng xin nhớ rằng một lượng lớn người tiêu dùng đang đòi hỏi ít nhất là những vật dụng thiết yếu của cuộc sống phải được bán với mức giá thấp hơn những gì mà họ đang chi trả. Nếu bạn có thể giúp giải quyết khúc mắc này, thậm chí là chỉ với một món hàng, thì bạn có thể yêu cầu một mức thù lao theo ý muốn rồi. Thân ái, Napoleon Hill, quản lý giáo dục, trường cao đẳng Bryan & Stratton, Chicago, Mỹ, đã đăng ký bản quyền năm 1917. Napoleon Hill. Hành động chu đáo của Keith Thomer. Làm sao để áp dụng bài học này? Đó có phải là một dự đoán tương lai quá sức kinh ngạc không? Ngài Hill vừa chỉ ra một kế hoạch dũng cảm cho Amazon và Walmart. Lời tiên đoán đã rất chính xác và hùng hồn dù nó được nói ra cách đây 100 năm. Sears đã lớn mạnh khủng khiếp trong thời kỳ của Ngài Hill từ năm 1900 đến năm 1960. Và bây giờ nếu bạn chưa đến 20 tuổi, hẳn là bạn chưa từng bước chân vào một nơi tên là Sears bao giờ. Vì sao ư? Họ, giống như Kmart và Borders, từ chối thay đổi để thích ứng với dòng chảy thời gian. Họ từ chối hoặc không thể phát triển hình mẫu phân phối mới hay những kênh bán hàng mới. Đừng tự mãn hoặc cảm thấy thoải mái như họ đã từng. Thế giới luôn thay đổi, vì vậy bạn cũng phải đổi thay. Phát minh và tái sửa đổi công việc kinh doanh cùng những nỗ lực của bạn dựa trên nhu cầu của khách hàng. Thành công có thể sẽ đến với những ai sẵn sàng trả giá. Và cái giá là sự thận trọng thường trực trong việc phát triển sự tự tin, lòng nhiệt huyết, khả năng làm việc với một mục tiêu chính, thực hiện nhiều trách nhiệm hơn những gì bạn được kỳ vọng, năng lực tập trung.
Khi bạn phát triển tốt những phẩm chất này, bạn chắc chắn sẽ thành công. Napoleon Hill. Chương 21. Quy tắc 5 điểm. Quan điểm của Keith Thomer. Bài học này chứa đựng thêm nhiều sự thật quý giá cho bạn với tư cách là một cá nhân trong cuộc sống, chứ không chỉ trong công việc của bạn. Ngài Hill đưa ra các ví dụ về những người tin tưởng rằng họ có thể tận dụng những lối tắt để đi đến thành công và tích lũy được tri thức dù bất kể lý do có là gì đi chăng nữa. Những người đi lối tắt đó đều thất bại, nhưng quan trọng hơn là Ngài Hill tập trung vào 5 nguyên tắc giúp bạn xây dựng thành công và tích lũy tri thức. Đây có vẻ là một nơi cực kỳ thích hợp để gợi nhắc lại sự lưu tâm của bạn về câu nói mà chúng tôi đã rất cố gắng ghim vào tâm trí bạn ngay từ khi chúng ta bắt đầu cuốn sách này. Đó là, bạn đầu tư bao nhiêu thời gian và nỗ lực vào cuốn sách này, bạn sẽ nhận lại bấy nhiêu. Đó là một suy nghĩ đáng để thuộc lòng. Đó là một suy nghĩ có thể áp dụng vào mọi thứ bạn làm trong suốt cuộc đời mình. Nếu bạn chỉ rút ra được duy nhất suy nghĩ này và không một điều gì khác từ khóa học của chúng tôi, hãy sử dụng nó thật hiệu quả. Bạn sẽ được trả công xứng đáng với thời gian và tiền bạc mà bạn đã bỏ ra trước đó. Một quý ông giàu có từng dẫn cậu con trai của mình đến gặp hiệu trưởng của một trường đại học nổi tiếng và hỏi: "Con trai tôi có thể hoàn thành khóa học đại học dưới 4 năm quy định hay sao?" Vị hiệu trưởng trả lời: "Chà, điều này phụ thuộc vào việc ngài muốn con mình sẽ thành người thế nào. Ví dụ, ngài có thể trồng một cái cây bí vào một mùa hè, nhưng lại mất khá nhiều năm để nuôi trồng được một cây sồi. Nếu con trai ngài muốn trở thành quả bí, cậu bé có thể học dồn trong 2 năm. Nhưng nếu cậu bé muốn trở thành cây sồi thì sẽ mất nhiều thời gian hơn." Một cậu thanh niên đã tìm đến tôi để nhờ tư vấn. Cậu ấy có ý định theo học lớp $10,000 một năm. Cứ nghĩ đến việc sau này sẽ có một vị thế to lớn, cậu ấy vui ra mặt. Lúc đó cậu ấy chỉ đang là một người viết tốc ký. Cậu ấy muốn phát triển trong ngành quảng cáo ngay và luôn. Cậu nói rằng: "Cháu không thể kiếm được $5,000 vào cuối năm sau phải không ạ?" Tôi đáp lại: "Cậu có thể kiếm được mức ấy, nhưng sang năm thì chưa." Cậu ấy nghĩ rằng thật lạ khi tôi làm cậu nản lòng bằng sự thành thật như vậy. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi không bao giờ dập tắt động lực để mọi người làm những điều đúng đắn cả. Nhưng tôi tin rằng mình đã sáng suốt khi can ngăn một người cứ cố làm những điều không tưởng, trong khi nền móng không vững vàng. Tôi vừa đọc xong bài xã luận của Bruce Barton, bài viết đăng trên báo ngày 18 tháng 3 năm 1917. Là một chuyên mục cố định của tạp chí Every Week. Nó đã làm sáng tỏ quan điểm của tôi, và cậu thanh niên đó cũng đã hiểu được ý nghĩ mạnh mẽ mà tôi muốn truyền đạt. Bài xã luận ấy xứng đáng được nhắc lại ở đây. Trong đó, bạn sẽ thấy một bài học tuyệt vời nếu bây giờ bạn dừng lại và nghĩ về nó dưới sự dẫn dắt của ánh sáng chân lý đích thực. Tôi muốn giới thiệu để bạn đọc nó không chỉ một lần mà nhiều lần. Đó là: nói chung, một công việc được coi là tốt khi nó đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu nhiều và may ra mới có thể trở thành bậc thầy. Buổi sáng hôm qua, khi tôi đang đi trên thang máy, một cậu bé trong coi thang máy mới đã bước vào. Buổi trưa, khi tôi ra ngoài kiếm chút gì lót dạ, tôi thấy cậu bé đó đã tự lái chiếc xe ô tô một mình. Cậu ta khoác trên mình một bộ đồng phục, khởi động và dừng xe hệt như một tay lái chuyên nghiệp. Cậu đã từ một người học việc trở thành người chuyên nghiệp chỉ trong vài giờ. Tuần trước, tôi đã bắt gặp một tay lái xe kỳ cựu đang huấn luyện một cậu thanh niên. Vào thứ ba và thứ tư, tôi gặp hai người họ cùng đứng ở tiền sảnh với nhau. Nhưng đến thứ năm thì chỉ còn cậu thanh niên vận hành chiếc xe một mình. Đó là một cảnh tượng mà tôi bắt gặp khá thường xuyên. Nhưng lần nào nhìn thấy, tôi cũng không khỏi băn khoăn. Trong đầu cậu thanh niên kia đã nghĩ gì khi cậu được nghe những lời hướng dẫn từ tay lái kỳ cựu kia? Tại sao cậu không thể nhìn xa hơn và thấy hình bóng của chính mình sau 20 năm ở người đàn ông kia chứ? Cậu ấy đang làm một công việc với mức thù lao thấp, một công việc chẳng có tương lai. 20 năm sau, cậu sẽ chẳng khác gì mình bây giờ, chỉ là già hơn và công việc sẽ ít ổn định hơn. Kinh nghiệm của cậu sẽ chẳng để là gì, bởi đó là những kinh nghiệm mà bất cứ ai cũng có thể có được chỉ sau vài ngày. Cậu ấy có thể sẽ đình công, đòi hỏi được tăng lương lên vài xu mỗi tuần, nhưng khoản tăng đó sẽ không quá lớn. Vì sao chứ? Bởi vì cậu ấy học việc chỉ trong 2 ngày, và chỉ trong 2 ngày khác, công ty có thể kiếm được hàng tá những người khác học nhanh như cậu và sẽ cướp mất công việc của cậu đang làm.
bởi họ không muốn trả giá cao hơn cho một thứ dễ dàng đạt được như vậy. Trong cùng một ngày, tôi đã gặp một người bạn của mình trong khách sạn nhà hàng. Cậu vừa trở về từ Anh sau khi thực hiện một cuộc phẫu thuật đặc biệt cùng một số bác sĩ tài giỏi nhất thế giới. Cậu ấy 31 tuổi sau khi vào đại học được 14 năm. Trong 10 năm của 14 năm đó, cậu đã theo học ở những trường y, nghiên cứu các bệnh viện và ra cả nước ngoài để học thêm. Những người còn lại trong lớp chúng tôi đã làm kinh doanh trong 10 năm ấy. Trong suốt khoảng thời gian này, cậu đã không thể làm gì để trợ cấp hoàn toàn cho chính mình. Việc học của cậu luôn ngốn nhiều tiền hơn số tiền mà cậu kiếm được. Nhưng kết quả là gì? Cậu đã nhận được một khóa đào tạo chuyên sâu mà chỉ một số ít những người ở New York mới có thể làm được. Cậu sẽ bắt đầu cuộc đời mình với thu nhập hàng nghìn đô la. Cậu sẽ trả cho những khoản nợ cho việc học chỉ trong vài năm. Và sau 10 năm, thu nhập của cậu sẽ là hàng chục nghìn đô la. Cậu mất 14 năm để trở thành chuyên gia trong ngành nghề cậu chọn, nhưng cậu sẽ chẳng cần lo sợ đánh mất những gì mình đã có. Không ai có thể thay thế cậu, trừ khi đó là một chuyên gia khác có kinh nghiệm làm việc 14 năm. Tôi không có gì ngoài sự thương cảm cho người đàn ông già cả kia. Ông đã gánh phần đời còn lại của mình với một công việc chẳng may lại nhiều giá trị kia. Tôi lại không thể kiên nhẫn đứng nhìn những người trẻ như cậu thanh niên ấy cứ vô tình nhảy vào cái công việc không tiền đồ, đơn giản bởi vì họ quá lười đến mức không muốn bản thân tham gia vào bất kỳ việc học tập nào để kiếm được công việc tử tế hơn. Mỗi thanh niên nước Mỹ đều nên đọc cuốn tự truyện của Benjamin Franklin. Đọc để thấy ông đã chăm chỉ nỗ lực vượt qua những khó khăn như thế nào để có thể viết tốt. Xem ông ấy ở tuổi 14 phải chiến đấu lại môn số học đã 3 lần trượt ở trường và rồi đã chinh phục được nó. Hãy xem cả Michelangelo, vừa già cả vừa mù loà, vẫn lăn bánh chiếc xe lăn đến phòng trưng bày vĩ đại. Ở đó ông vẫn có thể cảm nhận nghệ thuật bằng cách lần ngón tay trên đường viền của các bức tượng. Ông vẫn sống đúng với phương châm của đời mình, Ancora Impera, nghĩa là không ngừng học hỏi. Chúa bán mọi thứ cho mọi người với mức giá bằng nhau, Emerson nói. Khi nói ra điều đó, ông đã nói luôn triết lý trong kinh doanh rồi. Công việc mà Chúa đã bán trong 2 giờ đào tạo cũng chỉ xứng với những gì bỏ ra mà thôi. Một công việc chỉ là quan trọng khi gắn liền với nó là một mức thù lao, đòi hỏi phải học tập và làm việc không ngừng, không phút nào được phép dậm chân tại chỗ. Bruce Barton, nhà biên soạn. Càng ngày tôi càng nhận thức được những nguyên lý hay ho và hợp lý chứa đựng trong bài xã luận kia. Kiên định là một đức tính tuyệt vời. Chúng ta bỏ ra bao nhiêu, chúng ta sẽ thu về bấy nhiêu. Đó là một bài học kỳ diệu mà phần lớn chúng ta cần phải học đi học lại cho đến khi nó thấm vào máu. Những người đặt cược vào cách học cưỡi ngựa xem hoa thì đôi khi chẳng thu được gì có giá trị cả. Đôi khi những người chơi chứng khoán cũng học được bài học tương tự. Cứ đi đến bất kỳ đâu bạn muốn, theo bất cứ thiên hướng nào bạn chọn, nhưng cuối cùng, quy luật bồi thường, law of compensation, ra tay, bạn sẽ thấy gieo nhân nào thì gặp quả ấy. Thành công chỉ đến với những ai chịu trả giá, và những người thèm muốn vị trí công việc được trả thù lao 10.000 đô la một năm. Đặc biệt là những người gắn bó với ngành kinh doanh sẽ nhận ra bài học này chỉ khi họ chịu hy sinh. Và sự trả giá cần phải có một cái đầu luôn tỉnh táo trong việc phát triển tự tin, nhiệt huyết, làm việc với một mục tiêu quan trọng, làm nhiều hơn những gì bạn được kỳ vọng và năng lực tập trung. Với việc phát triển tốt những phẩm chất đó, bạn chắc chắn sẽ thành công. Hãy đặt tên cho những phẩm chất này là quy tắc 5 điểm. Thần ái, Napoleon Hill, giám đốc giáo dục số 80 Forest Randolph, Chicago, Mỹ, đã đăng ký bản quyền năm 1917, Napoleon Hill. Hành động chu đáo của Keith Thomer. Làm sao để áp dụng bài học này? Không bao giờ là quá muộn hay quá sớm để học tập cả. Tôi rời trường học khi 20 tuổi. Khi đó tôi nghĩ mình đã biết mọi thứ rồi. Tôi quyết định du lịch châu Âu một năm trời. Khi đến đó tôi mới biết hóa ra mình chẳng biết gì cả. Sau tuần đầu của chuyến đi dài một năm này, tôi đã quyết định sẽ dành cả đời cho việc học với mục tiêu mỗi ngày phải học được một điều mới. Đó là 50 năm trước. Và tôi đã học từ đó đến giờ. Tôi cũng không viết quảng cáo cho đến khi 46 tuổi và cũng không thể diễn thuyết một cách chuyên nghiệp trước công chúng cho đến tuổi 47. Phát hành cuốn sách đầu tiên trong đời vào tuổi 48. Tôi coi tất cả những điều đó đều là phước lành. Khi đạt được điều này,
thôi không, hoàn toàn ngược lại. Phước lành của tôi là từ sự cống hiến của bản thân để nghiên cứu, phát triển, tính tự tin, tích cực, tập trung và hoàn thành nhiệm vụ được giao, nuôi dưỡng khát khao cháy bỏng được giúp đỡ người khác và thu về thành công cho bản thân mình. Tất cả đều là phước lành. Sao bạn không dành ra chút thời gian cá nhân để ngồi một mình và hướng sự chú ý vào chính mình nhỉ? Hãy viết cho chính mình. Bạn đã đạt được điều gì? Bây giờ bạn đang ở đâu? Bạn cần làm gì để đạt được mức thu nhập bạn mong muốn? Bây giờ là thời điểm thích hợp để bạn ôn lại 5 phẩm chất trong quy tắc 5 điểm kia. Đồng thời đánh giá bản thân mình đã thực hiện chúng tốt hay dở đến mức nào. Giờ chính là lúc cần tập trung vào bạn, một sự tập trung sâu sắc hơn với quyết tâm cao hơn và khát khao mãnh liệt hơn. Đã đến lúc bạn hạ quyết tâm cho việc học tập và kiếm tiền. Chương 22. Nguyên tắc phục vụ. Quan điểm của Gib Thomer. Có một câu ngạn ngữ của Trung Quốc từ 5.000 năm trước nói rằng phục vụ để cai trị. Phục vụ là cốt lõi trong nguyên lý của Ngài Hill. Ông yêu thích việc phục vụ và ngay từ những tác phẩm đầu tiên của mình, ông đã viết phục vụ nhiều hơn và tốt hơn những gì bạn được nhận lại. Bài học này định nghĩa quá trình và nguyên lý, đồng thời đưa phục vụ về đúng chỗ của nó trên đầu danh sách. Thời điểm tôi viết những dòng này là ngày 15 tháng 6 năm 1917. Tối hôm trước, lớp học của chúng tôi đã tiến hành lễ trao bằng ở câu lạc bộ quảng cáo Chicago. Hơn 100 người đã đến tham dự buổi lễ chia tay này. Nó đánh dấu sự khép lại công việc của một năm bận rộn mà tôi đã trải qua. Tôi cũng phải vội vàng bổ sung rằng đó là năm bội thu của tôi. Tôi đã thu được lợi ích từ mọi khía cạnh. Tôi đã dồn toàn tâm toàn sức cho công việc này. Nhiều đêm tôi đã quá mệt mỏi đến mức không tài nào ngủ được, nhưng công việc vẫn được diễn ra. Năm đầu của chúng tôi đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Chúng tôi đã đạt nhiều hơn những gì mà chúng tôi đặt ra cách đó một năm. Nói thật là tôi không thèm muốn có thêm bất cứ trách nhiệm nào nữa ngoài công việc xây dựng khóa học này. Bản thân tôi hoàn toàn không hối hận vì những gì mình đã bỏ ra. Đó là con đường duy nhất để xây dựng nên cả khóa học này. Bây giờ, năm đầu tiên của công việc đã xong xuôi. Công việc cho những năm sắp tới hẳn sẽ đơn giản hơn phần nào. Trong suốt khóa học này, tôi đã làm hết khả năng của bản thân để cấy trồng những nguyên tắc phục vụ vào tư tưởng của các học viên. Đó cũng là lý do mà khóa học này được tạo nên. Tôi đã đổ dồn toàn bộ sức lực để ghi vào đầu bạn một sự thật rằng phục vụ là nguyên nhân và phong bì tiền lương chính là kết quả. Tôi cũng đã cố gắng hết mình để chỉ cho học viên thấy rằng họ gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy. Công việc của tôi là một ví dụ cho nguyên lý ấy. Khi tôi nhìn lại những gì đã làm được trong năm qua, những điểm này lại hiện rõ trên bầu trời kinh nghiệm của tôi, rõ ràng đến mức tôi cho rằng nó xứng đáng được đề cập ở đây. Thứ nhất, tôi đã làm việc chăm chỉ hơn tôi của quá khứ. Thứ hai, tôi đang hạnh phúc hơn tôi trong quá khứ. Thứ ba, tôi đã làm nhiều việc cho người khác hơn tôi của quá khứ. Thứ tư, tôi đã thu được nhiều hơn về mặt tài chính, mạnh mẽ về mặt thể chất hơn so với tôi của quá khứ trong cùng khoảng thời gian. Nhưng tôi không lấy làm ngạc nhiên trước điều này. Tôi đã mong chờ kết quả này từ rất lâu rồi, ngay cả trước khi chúng ta bắt đầu khóa học này. Tôi đã đi những chặng đường dài trên đường đời để làm quen với những quy luật tự nhiên đặc biệt, và qua đó những thành tựu này đã được tạo nên. Từ lâu tôi cũng đã học được những công việc lành mạnh, công việc mà chúng ta có thể dành trọn trái tim và tâm hồn của mình. Công việc giúp người khác phát triển và thành công là những điều vô cùng cần thiết cho hạnh phúc và thành công của chính chúng ta. Tôi đã học được từ những băn khoăn nhỏ nhặt nhất của bản thân, rằng khi chúng ta giúp đỡ người khác, chúng ta cũng đang giúp chính mình. Song hành với những sự hỗ trợ mà chúng ta mang lại cho mọi người, chính chúng ta cũng đã thành công. Tôi đã học được rằng với những việc làm hữu ích mà ta mang lại cho đời, phần thưởng chính là món quà tài chính đủ cho tất cả những yêu cầu của chúng ta. Nó tương xứng với những gì chúng ta bỏ ra ban đầu. Đó là bài học tuyệt vời nhất trong tất cả các bài học. Đó là một bài học mà tôi muốn mỗi học viên của mình đều được học. Bạn đã nghe đến nó bởi nó đã được đề cập ở bài học trước rồi. Tôi cũng sẽ nghe thêm nhiều về nó ở những bài học tiếp theo. Tôi ước mình được ban tặng sức mạnh của Billy Sandy, của Dwight L. Moody hoặc của bất kỳ nhà diễn thuyết giỏi giang nào khác.
Bởi nếu tôi có khả năng ấy, tôi sẽ tự mình đi thuyết giảng nguyên lý phục vụ từ bán cầu này đến bán cầu kia của trái đất. Tôi cũng rất sẵn lòng được mang đến cho bạn sự cứu rỗi đời thường, eternal salvation, và chỉ cho bạn cách có được hạnh phúc và giàu có khi bạn còn tồn tại trên đời. Điều gì vượt ra khỏi đường phân chia lục địa Mỹ Châu? Không ai trong chúng ta biết cả. Quan điểm của bạn có thể giống với quan điểm của tôi hoặc của bất kỳ nhà diễn thuyết vĩ đại nào từng sống trong quá khứ hoặc trong tương lai. Điều tôi muốn và điều tôi sẽ làm hết mình để giúp mọi học viên đạt được, đó là tất cả những tri thức sẽ giúp ích cho chúng ta trên quả địa cầu này, nơi chúng ta sinh sống. Theo như tôi được biết, những điều tốt nhất chúng ta có thể làm phải được thực hiện khi chúng ta còn sống. Và nếu quan điểm của tôi không sai, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là biến hành trình cuộc đời của nhiều người trở nên càng tốt đẹp, càng dễ chịu thì càng tốt. Cá nhân tôi nói theo một cách bao quát và tổng thể thì đó chính là mục tiêu quan trọng của đời mình. Và tôi đang hoàn thiện được một phần mục tiêu quan trọng đó rồi. Đã qua nhiều năm và giờ thì tôi vẫn đang cố gắng làm tốt vai trò của một nhà viết sách, một nhà hiền triết và một nhà giáo. Trước khi tôi có thể viết, tranh luận hoặc giảng dạy một cách hiệu quả, tôi phải hiểu và áp dụng được nguyên lý phục vụ. Tôi đang phấn đấu để làm được điều đó. Tôi càng biết nhiều về nguyên lý tuyệt vời này, tôi càng trở thành một nhà giáo và nhà hiền triết giỏi hơn. Trong công cuộc truyền bá những kiến thức ít ỏi mà tôi học được từ nguyên lý này, tôi càng giảng dạy thì lại càng hiểu chính mình hơn. Bạn không thể cho đi mà chưa từng nắm giữ. Nhưng tôi lo sợ rằng mình chỉ đang mơ mộng quá đà. Hãy cho tôi tiếp đất và được chỉ cho bạn một minh họa điển hình cho những gì tôi muốn nói, vốn xuất hiện trong mọi câu tiếng Anh thông dụng hàng ngày. Như tôi đã nói, tôi ở thời điểm hiện tại đã làm việc chăm chỉ hơn trước. Tôi đã dành trọn nỗ lực của bản thân cùng một chút kiến thức mà tôi học được từ Đại học Hard Knocks một cách tự do và tự nguyện. Tôi đã làm mà không có chút ý niệm gì về lợi nhuận tài chính ở đây cả. Trong cả hai trường hợp của năm ngoái, tôi đã được mời chào những vị trí với những mức lương vượt xa con số mà tôi từng nghĩ mình có thể kiếm được. Cả hai lời mời chào này đều đến từ nhà lãnh đạo của hai công ty cực kỳ thành công. Và tôi chẳng biết ai trong số hai người họ cho đến khi họ tiếp cận tôi. Điều này xảy ra bởi một trong những học viên của tôi là thư ký cho một trong hai người họ. Người còn lại đã nghe đến tôi qua một trong những tạp chí mà tôi quảng cáo trên đó. Cả hai người đàn ông này đều đã theo dõi công việc của tôi trong một vài tháng, thậm chí một người đã tham dự lớp học mà tôi không hề hay biết. Họ đã nắm được nguyên lý phục vụ mà tôi đang giảng dạy khi đó. Họ thấy tinh thần đó sẽ có lợi cho họ biết bao nếu nó được truyền bá và thấm nhuần trong tổ chức và lực lượng nhân viên của họ. Và rồi từ đó họ nỗ lực để thuê tôi. Tôi từ chối cả hai lời mời. Đó là điều hấp dẫn nhất mà tôi từng từ chối trong suốt những năm qua. Tôi đã lấy hết can đảm và niềm tin vào công việc mà tôi đang làm để từ chối lời đề nghị với mức lương cao gấp 2,5 lần so với những gì tôi được trả trước đây. Tôi muốn nói với bạn điều này, điều mà tôi cũng từng nói khi từ chối hai lời mời đó, rằng không một khoản tiền nào có thể khiến tôi từ bỏ công việc mà tôi đã bắt đầu. Ngôi trường này đã trở thành ngôi trường vĩ đại nhất và hữu ích nhất khi thực hiện mục đích giúp các cá nhân làm chủ tham vọng của họ trong lĩnh vực thương mại và công nghiệp. Điều này nghe có vẻ ngông cuồng, tôi thừa nhận. Nó có vẻ như vậy thật và bạn chắc cũng nghĩ tương tự, nhưng nó cần được ghi nhận. Bước đầu tiên đến việc ghi nhận này đã được thực hiện. Chúng ta có đầy đủ hai chân để đứng, vì thế chúng ta sẵn sàng cho bước tiếp theo. Tôi còn ít nhất 30 năm nữa để giúp đỡ người khác. Toàn bộ 30 năm ấy sẽ được cống hiến cho nhiệm vụ mà tôi đã đề ra. Trong mỗi năm đó, chúng tôi sẽ cử đi những nhà thông minh sáng dạ để họ trở thành nhà diễn thuyết, nguyên lý, phục vụ. Năm đầu tiên, chúng tôi đã cử được hơn 100 người. Đó là những người có lẽ là lần đầu tiên cảm thấy tự tin, nhiệt huyết và quyết tâm cao độ để hoàn thành một mục tiêu tối thượng theo một cách rõ ràng. Những người đã tin tưởng ở chúng tôi đã đền đáp một phần bằng cách động viên mọi người tham dự trường học của chúng tôi. Giờ thì ở mọi nơi trên đất Mỹ, chúng tôi đều có những người cả nam và nữ đã nhận được những ích lợi từ sự giúp đỡ của chúng tôi. Và đến lượt họ cũng đang đền đáp lại. Bạn không thể cho đi mà chưa từng nắm giữ. Nguyên lý phục vụ vận hành cả khi bạn ngủ lẫn thức. Áp dụng nguyên tắc này giống như chúng tôi đã làm, chúng tôi có đầy đủ cơ sở để tin rằng ngôi trường này sẽ là ngôi trường giúp phát triển bản thân tuyệt vời nhất.
Thành công và công việc bán hàng không phải là những điều chúng tôi sáng tạo ra để mang đến cho học viên. Trên thực tế, những điều này thuộc về bản chất. Chúng tôi hướng đến việc tạo dựng ở các học viên của mình những phẩm chất thu hút người khác: sự tự tin, lòng nhiệt thành, tính can đảm, mục tiêu chân thành, sức mạnh của kiên trì cùng lòng quyết tâm. Với mục tiêu như vậy, tôi có thể hỏi, điều gì ngăn chúng tôi trở thành ngôi trường tuyệt nhất thế giới cơ chứ? Bạn có thể giúp, bạn nên giúp, không phải để mang lại lợi ích gì cho chúng tôi, mà để nó giúp bạn tập luyện nguyên lý phục vụ và biến thành hành động. Và cũng để nó giúp đỡ những người cần sự trợ giúp của chúng tôi, những người mà bạn quan tâm. Bạn sẽ không bao giờ được tận hưởng niềm vui cuộc đời cho đến khi bạn hiểu đầy đủ nguyên lý phục vụ. Hãy thử đi. Hãy cho nhân viên của bạn một thước đo phục vụ hoàn chỉnh hơn từ ngày mai và ghi lại những niềm vui tăng lên của bạn vào tối mai. Thân ái, Napoleon Hill, số 80, phố East Randolph, Chicago, Illinois. Hành động chu đáo của Keith Thomer. Làm sao để áp dụng bài học này? Ngài Hill đã nói với bạn, bạn không thể cho đi mà chưa từng nắm giữ. Ý ngài ấy là hãy cho trước và thế giới sẽ trả lại cho bạn. Tất nhiên là tôi có nghĩ đến bản thân mình, về những thành tựu của mình khi tôi đọc bài này. Còn bạn? Hẳn là bạn cũng làm thế thôi, đó là bản chất con người mà. Nhưng câu hỏi đặt ra là bạn đã giúp đỡ ai và giúp đỡ như thế nào trong quá trình đó? Hầu hết mọi người đều có kế hoạch bán hàng, nhưng rất ít người có kế hoạch phục vụ. Câu nói bất hủ của ngài Hill là phục vụ nhiều hơn và tốt hơn những gì bạn được nhận lại, chính là cốt lõi của những nguyên lý trong cuốn sách này. Quay lại những ghi chú của bạn và bổ sung kế hoạch phục vụ cho mỗi mục tiêu hoặc nhiệm vụ. Sau đây là một cách để khiến việc giúp đỡ người khác trở thành một thói quen tốt. Đề ra mục tiêu phải làm được một việc tử tế mỗi ngày, làm nó với một nụ cười nở trên môi. Theo thời gian, điều này sẽ mang lại cho bạn một trái tim nhân hậu và sự thấu hiểu rằng giúp đỡ bắt nguồn từ đâu. Thông qua hành động và việc làm của bạn, hạt giống tư duy sẽ được gieo trồng. Và xem kìa, chúng sẽ bén rễ và phát triển ở nơi mà trước kia cỏ dại đã mọc. Napoleon Hill. Chương 23. Một sự thật tuyệt vời tôi đã học được nhờ 20 năm kinh nghiệm. Quan điểm của Keith Thomer. Bài học cuối cùng này không phải là một bài tổng kết, đúng hơn nó là một thử thách. Như 22 bài học đầu tiên, bài học này cũng chứa đựng những thông tin và kiến thức để bạn áp dụng nó. Nhưng đây là bài học có uy lực lớn nhất trong cả cuốn sách. Và xin nhớ rằng, ngài Hill không chủ định giữ lại điều hay nhất cho cuối cùng, mà ông hiểu rằng nếu không có kiến thức của 22 bài học trước đó, bài học này sẽ không phát huy được tác dụng như mong muốn. Hãy đọc nó và làm theo nó. Đó là một buổi sáng chủ nhật, là ngày mà chúng tôi xem xét lại những bản tóm tắt cá nhân về những gì chúng tôi đã học được trong 6 ngày trước đó. Tôi vừa kết thúc bản tóm tắt của mình, không chỉ của 6 ngày mà còn của 20 năm đã qua, bởi hôm đó là sinh nhật tôi. Tôi không thể cung cấp cho bạn mọi chi tiết trong bản tóm tắt của 20 năm qua được, nhưng tôi có thể và sẽ chỉ cho bạn những điểm quan trọng nhất với hy vọng chúng có thể giúp ích cho bạn. Tôi tin rằng việc nhìn lại những gì đã diễn ra trong quá khứ cũng quan trọng như việc nhìn về phía trước và dự đoán những gì đang chuẩn bị diễn ra. Vì từ những bài học rút ra từ sau sai lầm, chúng ta có thể học được một bài học tuyệt vời nếu chúng ta có ý chí. Thay vì kể cho bạn nghe hàng tá những sự thật tôi đã học từ kinh nghiệm của bản thân trong 20 năm, tôi muốn nói cho bạn nghe những sự thật vĩ đại nhất, quan trọng nhất và kỳ diệu nhất mà tôi từng học. Tôi sẽ nói cho bạn nghe sự thật này bởi tôi tin nó sẽ giúp bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn hơn với mức hài lòng cao hơn. Thật sự thì tôi hoài nghi không biết liệu bạn có thể thành công hay vui vẻ mà không biết được sự thật tuyệt vời này hay không. Đây không phải là một sự thật mới mẻ, nó là một sự thật xưa như trái đất, nhưng dù sao nó cũng là một sự thật có giá trị. Hãy nhớ rằng, đó không phải là một sự thật mới mà chúng ta cần học, mà nó là một sự thật cổ xưa đã được truyền bá đến chúng ta từ lâu lắm rồi, đến mức chúng ta phát chán về nó. Trong khi nói với bạn về sự thật vĩ đại này, quy luật tự nhiên vĩ đại, tôi không hề có ý muốn chọc cười bạn. Nhiệm vụ của cuộc nói chuyện này là giảng dạy. Nếu chẳng may nó mang tính chất hài hước thì hãy coi đó như là một điều tình cờ mà thôi.
Gần 15 năm trong khoảng thời gian 20 năm qua, tôi đã cố gắng chối bỏ sự thật về quy luật tự nhiên này, dù không có chủ đích làm như vậy. Tôi không chỉ vô tình cố phủ nhận nó, mà tôi còn làm vậy trong vô thức. Tội lỗi duy nhất của chúng ta là thiếu hiểu biết. Chính sự thiếu hiểu biết trước quy luật tự nhiên đơn giản ấy mà tôi đã lãng phí 15 năm nỗ lực không ngừng nghỉ để làm một việc bất khả thi, là phủ nhận quy luật tự nhiên. Và điều tồi tệ hơn cả là sự thiếu hiểu biết của tôi đã biến tôi thành kẻ bướng bỉnh và ngốc nghếch thật sự. Bởi vì tôi đã nghe về sự thật này, sự thật mà tôi chuẩn bị nói cho bạn nghe, cho đến khi tôi thấy mệt mỏi mỗi khi nghe đến nó. Sự thật tuyệt vời này là gì? Tôi sẽ nói lại cho bạn nghe những gì tôi thường được nghe, với hy vọng rằng bạn sẽ áp dụng nó chủ động hơn và thiết thực hơn cách tôi đã làm trong 15 năm đó. Sự thật đó là, gieo nhân nào, gặt quả ấy. Tôi đã mất 15 năm để chấp nhận và hiểu những dòng chữ đơn giản ấy. Đó là 15 năm thất bại, bất hạnh và thất vọng. Nếu tôi có thể cứu rỗi 15 năm lãng phí cho một lỗi sai ngớ ngẩn này, nỗ lực buổi sáng chủ nhật để viết cuộc trò chuyện này là hoàn toàn có giá trị. Vâng, nếu tôi có thể giúp bạn tiết kiệm được 5 năm hoặc thậm chí chỉ là 1 năm khỏi những nỗ lực sai hướng, thời gian tôi dành cho bạn sẽ trở nên rất ý nghĩa. Hiểu được từ kinh nghiệm bản thân rằng những từ ngữ kia có thể mơ hồ và vô nghĩa, thì nếu có thể, tôi sẽ chỉ rõ cho bạn rằng sự thật mà chúng truyền tải ảnh hưởng đến bạn như thế nào trong mọi việc bạn làm. Tôi có thể làm tốt điều này bằng cách trích dẫn một trong những kinh nghiệm của bản thân trong suốt 15 năm nỗ lực sai hướng đó. Để vén màn bí mật như tôi sẽ làm, đồng thời tiết lộ một số sai lầm tôi đã mắc phải. Tôi biết bạn sẽ hiểu rằng tôi làm thế không phải vì tôi cảm thấy tự hào về những lỗi lầm đó, mà bởi khát khao muốn giúp bạn tránh xa những sai phạm tương tự. Khi tôi nói rằng tôi đã thất bại trong suốt 15 năm ấy, tôi không có ý định truyền cho bạn ấn tượng rằng tôi từng là người sa cơ lỡ vận. Bởi trong khoảng thời gian ấy, tôi có tất cả những gì tôi cần trên thế giới này. Nhưng xét về khía cạnh sâu xa của câu nói này, thì tôi lại là kẻ thất bại. Bằng cách nói thất bại, ý tôi là tôi đã vô tình tước đi quyền sở hữu tài sản vĩ đại nhất của thế giới, tri thức về hạnh phúc và cách mang lại hạnh phúc cho người khác. Lỗi lầm tai hại nhất của tôi, cố gắng thu về nhiều hơn những gì đã bỏ ra. Bài học khó khăn nhất mà tôi phải học đó là, nếu tôi thu về một vụ mùa nghèo nàn, chứng tỏ tôi đã bỏ ra quá ít cho cánh đồng của mình. Tôi đã hoàn toàn bỏ qua sự thật rằng sự phục vụ mà tôi cung cấp là nguyên nhân, trong khi đó những gì tôi thu về là kết quả. Tôi đã nghiên cứu kết quả, phong bì tiền lương, trong nhiều giờ liền, nhưng lại mắc phải một lỗi đáng tiếc mà nhiều người cũng đã phạm phải, đó chính là bỏ qua nguyên nhân, những sự giúp đỡ mà tôi đang làm cho họ. Nguyên lý phục vụ theo cách gọi của Sheldon, tự nó đã là một quy luật tự nhiên. Nó bất biến như luật hấp dẫn. Nếu cố tình đi ngược lại nó thì bạn sẽ phải chịu hậu quả như khi bạn làm trái lại luật quy luật trọng lực. Bạn leo lên cây cao và rồi nhảy xuống. Trong trường hợp nào thì bạn cũng sẽ thấy mình bị thương do sự thiếu hiểu biết của bản thân, hoặc tệ hơn nữa là do sự bất cẩn của chính bạn. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Giờ thì tôi đã hiểu được nguyên lý tuyệt vời qua những từ ngữ đó, những từ mà trong 15 năm đã bị tôi ngó lơ. Kinh nghiệm của tôi không chỉ thuyết phục tôi về sự vô ích của việc cố gắng trốn tránh hoặc phủ nhận sự thật vĩ đại này, mà những quan sát của tôi về người khác cũng thuyết phục tôi rằng tất cả những ai thực sự đã tìm thấy chính mình là bởi họ đã học và sử dụng chính sự thật này. Sự thật này có thể được phát biểu theo một cách khác. Nếu chơi với đao, bạn sẽ chết dưới lưỡi đao. Đôi khi nó đòi hỏi phải đổ nhiều máu cùng sự tàn phá lớn thì sự thật này mới có thể ăn sâu vào tâm trí của những người phủ nhận nó. Nhưng cuối cùng, sau khi quy luật đền bù thực hiện nhiệm vụ của mình, sự thật vẫn chiếm ưu thế. Napoleon Bonaparte học được sự thật này, mặc dù ông có vẻ thuận lợi trên con đường chinh phục thế giới trước khi công cuộc đó lật đổ ông. Mỗi khi có xung đột giữa các dân tộc trên thế giới, kẻ tàn ác, kẻ xâm lăng đều nắm được sự thật này đến tận xương tủy. Mỗi khi có xung đột giữa các cá nhân, kẻ gây sự không sớm thì muộn sẽ học được bài học này, nhưng đa phần là muộn. Những quy luật tự nhiên có thể bị vi phạm, nhưng sự vi phạm này chắc chắn sẽ dẫn đến những hình phạt, dù trong nhiều trường hợp hình phạt có thể sẽ đến muộn. Bạn hãy quay lại và đọc biểu đồ xây dựng tự tin mà tôi đã giới thiệu trong cuộc trò chuyện ở bài 5. Ở đó,
có thể bạn sẽ thấy những điều tổng quát và cốt lõi ở những nguyên lý tốt nhất mà tôi rút ra được từ 20 năm kinh nghiệm. Tôi đặc biệt hướng sự chú ý của bạn vào đoạn văn thứ 6. Bạn sẽ ghi nhớ toàn bộ của bản đó và biến nguyên lý thành một phần của bạn. Nhưng dù bạn có làm việc này hay không, hãy đảm bảo rằng bạn không bỏ sót đoạn văn thứ 6. Ít nhất thì phải nhớ được câu văn thứ 2 trong đoạn đó. Vì thế, tôi sẽ không tham gia bất cứ thỏa thuận nào không mang lại lợi ích cho tôi cùng các cộng sự của tôi. Chỉ trong một câu văn ngắn gọn, bạn sẽ thấy điều mà tôi đã dành cả 15 năm để học. Hãy coi biểu đồ đó như một tổng thể thống nhất, rồi bạn sẽ thấy nó bao hàm tất cả những nguyên lý mà bất kỳ ai cũng cần để có được thành công và hạnh phúc. Trong 7 đoạn văn ngắn của biểu đồ này, như tôi đã nói, bạn có thể tìm thấy những giá trị tổng quát và cốt lõi mà tôi cố gắng phủ nhận trong 15 năm qua. Nhưng rồi tôi cũng buộc phải thừa nhận, nếu không thì có lẽ tôi sẽ sống cả đời còn lại trong thất bại. Bạn nên biến câu nói đó thành một phần của mình. Không phải vì tôi đã viết ra nó, mà vì đó là chìa khóa dẫn đến sự an tâm và dư dả, hoan hỷ và thành đạt. Để có được, bạn phải cho đi. Hay nói ngược lại, bạn sẽ có được những gì mình đã bỏ ra. Với tôi, điều này có vẻ khá đơn giản và dễ hiểu, đến mức ai cũng có thể gặt hái được những lợi ích từ nó. Tuy nhiên, mới chỉ 5 năm trước thôi, tôi mới nhanh chóng chấp nhận và tận dụng sự thật tuyệt vời này. Khoảng thời gian 15 năm thất bại và rồi có được thành công trong trường hợp của tôi sẽ là động lực cho những ai chưa có cơ hội hiểu thấu sự thật này. Bất hạnh của loài người bây giờ là đang cố gắng không làm mà được hưởng. Mẹ thiên nhiên sẽ thấy quy luật tự nhiên có đang được tuân theo hay không. Việc thực thi những nguyên tắc này không phải lúc nào cũng diễn ra nhanh chóng, nhưng nó chắc chắn sẽ xảy ra. Tôi không dám chắc, nhưng nếu kinh nghiệm của bản thân tôi là một tiêu chí hợp lý để đánh giá, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng thành công thực sự duy nhất sẽ chỉ đạt được thông qua một số đóng góp hữu ích cho nhân loại. Tôi đã làm nhiều việc để giúp đỡ người khác trong 5 năm qua, nhiều hơn những cống hiến của tôi trong suốt 15 năm trước. Kể cả những kinh nghiệm trong kinh doanh của tôi cũng vậy. Khi hiểu được ý nghĩa của câu nói tuyệt vời, gieo nhân nào gặt quả ấy, tôi đã hạnh phúc hơn và giàu có hơn trong 5 năm qua, hơn hẳn toàn bộ quãng thời gian 15 năm trước đó. Lời khuyên nho nhỏ mà tôi muốn dành cho bạn đó là hãy dấn thân vào một số việc làm có ích cho nhân loại. Hãy biến nguyên tắc phục vụ thành một phần trong triết lý của bạn. Làm chủ biểu đồ tự tin và biến nó thành một phần trong những nỗ lực hàng ngày của bạn. Lúc ấy bạn có thể quên mọi thứ khác mà không phải lo lắng gì, bởi bạn rồi sẽ thành công. Cá nhân tôi đã biến 15 năm thiếu sót ấy thành nguồn vốn của mình, bởi vì chính nhờ những lỗi lầm trong quá khứ mà tôi đã học được nhiều điều đúng đắn. Trong mỗi thất bại mà tôi phải đối mặt, tôi đều học được những bài học thâm thúy. Bước ra từ những lỗi lầm trong quá khứ là một Napoleon Hill hoàn toàn mới, người đàn ông mà bạn biết đến qua những cuộc trò chuyện này. Nếu bạn cũng mắc những phải lỗi lầm tương tự, thì tôi tin hẳn là bạn cũng từng sai lầm rồi. Bạn có thể chuyển đổi chúng thành những nguồn vốn, nhưng nó sẽ phải được thực hiện theo cách mà tôi đã giải thích ở trên, thông qua việc tự rút ra những bài học từ đó. Biểu hiện bên ngoài của một người giống hệt với suy nghĩ xuất phát từ con tim anh ta vậy. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và vận dụng những gì mà các cuộc nói chuyện này mang lại cho bạn. Nếu bạn đọc lại đoạn 4 của phần biểu đồ tự tin, nó sẽ hỗ trợ bạn trong việc khởi đầu này. Tất cả những nguyên lý, mọi quy luật tự nhiên cùng tất cả sự trợ giúp của thế giới sẽ không thể giúp ích cho bạn nếu bạn không tự vẽ ra một bức tranh về hình ảnh mà bạn muốn hướng đến, sau đó chuyển hóa để biến bức tranh đó thành hiện thực. Hãy tiếp nhận một mục tiêu quan trọng trong đời, một mục đích tối thượng, rồi sau đó hiện thực hóa mục đích thông qua sự tự tin được bổ sung bởi sức mạnh tuyệt vời của quy luật tự nhiên, như đã được nói rõ trong sự thật tuyệt vời, chủ đề của buổi nói chuyện này, đó là gieo nhân nào gặt quả ấy. Thông qua hành động và việc làm của bạn, hạt giống tư duy sẽ được gieo trồng. Và xem kìa, chúng sẽ bén rễ và phát triển ở nơi mà trước kia cỏ dại đã mọc. Thay vì nuôi dưỡng căm hận trong tim, thậm chí đó là sự căm ghét đối với những người đã đối xử không công bằng và bất công với bạn, hãy gieo hạt yêu thương và thân ái, sau đó chứng kiến những hạt giống này tự sản sinh nhanh như thế nào. Đây là quy luật hài hòa hấp dẫn mà tiến sĩ Sears đã đề cập trong cuốn sách thú vị của ông mang tên How to Attract Success.
Thế giới là một tấm gương tuyệt vời mà ở đó thứ chúng ta thấy không phải là những khiếm khuyết của người khác như chúng ta vẫn nghĩ, mà là những suy nghĩ và hành động mà bản thân ta nên làm. Thân ái, Napoleon Hill, số 80, phố S. Randolph, Chicago, Mỹ. Hành động chu đáo của Kit Thomer. Làm sao để áp dụng bài học này? Bài học này vừa có sức ảnh hưởng lớn vừa có tính chất khơi gợi. Nó không chỉ là một bản tóm lược các cuốn sách mà còn nêu lên một thách thức rõ ràng cho bạn dưới tư cách người đọc. Nếu đọc đến đây mà bạn vẫn chưa thực hiện hành động, hãy quay lại và đọc cuốn sách lại từ đầu. Nếu bạn hành động để phát triển mục tiêu quan trọng của đời mình mà sau này được ngày hưu gọi là mục tiêu tối thượng và được đặt phụ đề là điểm khởi đầu của mọi thành công, bạn sẽ thấy mình đang đi trên con đường dẫn đến thành công mà bất kỳ chướng ngại nào cũng không thể cản đường bạn được. Bây giờ là thời điểm để định nghĩa lại và điều chỉnh mục tiêu quan trọng của bạn, đồng thời vạch ra những bước đi cụ thể và cần thiết của thành công. Những sự kết hợp cần có, những yêu cầu tài chính, dành thời gian và phân bổ thời gian hợp lý, những việc cần làm để giúp đỡ người khác, tất nhiên là cả nguồn thu nhập mà bạn muốn nữa. Đây là một bản kế hoạch thật sự, một kế hoạch cho cả cuộc đời, một kế hoạch thành công để khiến cho Napoleon Hill cũng phải tự hào. Lời kết của Jeffrey Kittomer. Sự thật, toàn bộ sự thật. Vì vậy ngài Hill à, xin hãy giúp tôi. Napoleon Hill. Mặc dù đã được đi trước và truyền cảm hứng bởi những người được coi là cha đẻ trong lĩnh vực phát triển bản thân như là Samuel Smiles, Orison Swett Marden, Gordon Clayson, James Allen, Russell Conwell, Albert Hubbard, Napoleon Hill rõ ràng vẫn là chuyên gia nổi tiếng về đề tài thành tựu và thái độ tích cực đã được công nhận rộng rãi trong thế kỷ 20-21. Cuốn sách mang tính biểu tượng của ngài Think and Grow Rich đã và đang là cuốn sách kinh thánh hiện đại toàn cầu về phát triển cá nhân và tư duy tích cực. Với hơn 500.000 người theo dõi tương tác trên Facebook, những khán giả sôi nổi và đáp ứng nhiệt tình trên Twitter, những clip trên YouTube với hàng triệu lượt xem, quỹ Napoleon Hill đã không chỉ theo kịp với tốc độ của thời gian mà còn duy trì sự hiện hữu online. Và kết quả là Napoleon Hill vẫn giữ được tiếng nói về thái độ tích cực và phát triển cá nhân trong thế kỷ 21 này. Trong 100 năm qua, những tác phẩm của Napoleon Hill đã ảnh hưởng đến cách mà hàng triệu người suy nghĩ, hành động đạt được thành công và trở nên giàu có. Ngài là người có ảnh hưởng toàn cầu khi bàn đến tư duy nội tâm, thái độ tinh thần tích cực và thành tích cá nhân. Cuốn Think and Grow Rich là tiêu chuẩn toàn cầu để phát triển cá nhân, nhưng nó chỉ là một cuốn sách trong số các tác phẩm tuyệt vời của ông mà thôi. Bản thân cuốn kho báu cuộc đời bạn đang cầm trên tay như lúc này đã đặt nền tảng cho tất cả các tác phẩm sau này của ngài Hill. Đây là những ý nghĩa của cuốn sách đối với bạn. Nó là sự phơi bày tất cả những suy nghĩ và tư liệu viết ban đầu của Napoleon Hill về phát triển cá nhân, về thái độ tích cực và sự sung túc. Thế giới là một tấm gương tuyệt vời mà ở đó thứ chúng ta thấy không phải là những khiếm khuyết của người khác như chúng ta vẫn nghĩ, mà là những suy nghĩ và hành động mà bản thân ta nên làm. Napoleon Hill. Đây là lý do vì sao bạn nên đọc lại cuốn sách này một lần nữa. Có rất nhiều viên đá quý trong cuốn sách này. Bạn sẽ không thể tiếp thu hết tất cả những thông tin và cảm nhận được mọi ảnh hưởng của cuốn sách chỉ trong một lần đọc duy nhất. Hãy nhớ rằng tôi đã đọc cuốn Think and Grow Rich 10 lần trong một năm. Sự lặp lại nhiều lần mang tới sự thành thạo. Đây là nơi giúp bạn chiến thắng và thành công. Cuốn sách này vừa là một món quà, vừa là một thử thách. Những nội dung trong đó đã nói lên tất cả. Câu hỏi và thử thách là bạn sẽ nói về nó, áp dụng nó, sử dụng nó và chuyển hóa nó thành thành công của bạn như thế nào? Ngài Hill đã sử dụng chúng để thành công. Bạn sẽ làm thế nào để chuyển hóa chúng thành thành công của bạn sau 100 năm? Tôi hy vọng rằng bạn sẽ làm được điều này. Đây là 12 câu nói từ cuốn sách mà tôi mong bạn ghi nhớ. 1. Bắt đầu bằng ý nghĩ, sắp xếp thành kế hoạch, chuyển hóa thành thực tiễn. Rồi bạn sẽ thấy bước khởi đầu chính là trí tưởng tượng của bạn. 2. Trong số hàng nghìn điều, chỉ có một điều nhỏ giúp tạo nên phẩm chất cần thiết cho một người có năng lực xuất sắc. Đó là khả năng làm việc với một mục đích tối thượng, mục tiêu quan trọng trong đời.
thu nhập cao và ít trách nhiệm hiếm khi song hành cùng với nhau. 3. Khả năng thành công phụ thuộc vào việc tự truyền cảm hứng, không hơn không kém. 4. Bất kỳ ý tưởng, kế hoạch hay mục tiêu nào đều có thể ở lại trong tiềm thức của chúng ta thông qua những dòng suy nghĩ liên tục. Theo tôi, một trong những mục đích tuyệt vời nhất trong cuộc sống là luôn vui vẻ và đem lại niềm vui cho mọi người. Chúa tạo ra thế giới, nhưng người không tạo ra thế giới của bạn. 5. Nỗ lực chỉ được đền đáp xứng đáng khi con người từ chối bỏ cuộc. Tham vọng làm nên tất cả, những thứ khác sẽ tự mình trở nên tốt theo. Kinh nghiệm quý báu nhất có thể xảy đến với một người chính là vận rủi tài chính. Giá trị trọn vẹn của trải nghiệm như vậy sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta chấp nhận nó như một điều tốt lành hay một gánh nặng. Biểu hiện bên ngoài của một người giống hệt với suy nghĩ xuất phát từ con tim anh ta vậy. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Những câu trích dẫn tuyệt vời kia chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Hãy quay lại và đọc cuốn sách này một lần nữa cho đến khi bạn tìm thấy 100 điều ý nghĩa khác. Không chỉ là những câu nói mà còn có thể là những kiến thức thôi thúc suy nghĩ, những từ ngữ thay đổi cuộc đời. Hãy để dành những điều đó cho bản thân bạn và biến chúng thành giàu sang. Ngày hưu vẫn luôn mong bạn sẽ đạt được điều này. Nếu bạn là một người hiếu thắng, cuốn sách này cung cấp công thức chiến thắng và những nước cờ để thành công. Tất cả những gì bạn cần làm là tung quân xúc sắc và di chuyển nước cờ của riêng bạn. Jeffrey Kidd Toomer, vua bán hàng. Tính cách được xây dựng dần dần, từng bước một chứ không chỉ ngày một ngày hai là thấy được. Mọi suy nghĩ và hành động của bạn đều góp phần xây dựng nên các nét tính cách. Napoleon Hill. Giáo dục đến trong quá trình bạn đương đầu với thử thách cùng với nỗ lực và tư duy. Đôi nét về Jeffrey Kidd Toomer. Giám đốc điều hành bán hàng. Định nghĩa Kidd Toomer. Một danh từ. Một nhà văn và diễn giả sáng tạo chuyên sâu về bán hàng, về lòng trung thành của khách hàng và phát triển cá nhân nổi tiếng thế giới. 2. Được biết đến với các buổi diễn thuyết, buổi thảo luận và đặc điểm nhận dạng là hài hước, sâu sắc và rất khiêu khích. 3. Có thật. 4. Độc đáo. 5. Làm điều đúng đắn. 6. Cung cấp cho khán giả những thông tin mà họ có thể áp dụng ngay trên đường phố ngay sau khi kết thúc buổi diễn thuyết, để sau đó họ có thể chuyển hóa đó thành tiền. Ông ấy thống trị ngành bán hàng. Tác giả Jeffrey Kidd Toomer là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn, với các cuốn The Sales Bible, The Little Red Book of Selling, The Little Black Book of Connections và cuốn The Little Gold Book of Yes Attitude. Hầu hết những cuốn sách của ông đều đứng top đầu trong những cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon.com, bao gồm cuốn Customer Satisfaction is Worthless, Customer Loyalty is Priceless, The Patterson Principles of Selling, The Little Red Book of Sales Answers, The Little Green Book of Getting Your Way, The Little Platinum Book of Charging, The Little Teal Book of Trust, Social Boom, The Little Book of Leadership, 21.5 Unbreakable Laws of Selling. Những cuốn sách của Jeffrey đều đã xuất hiện trên danh mục những cuốn sách bán chạy nhất hơn 500 lần và bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới. Hơn 75 buổi diễn thuyết mỗi năm, Jeffrey đã thực hiện những buổi diễn thuyết trước công chúng hoặc cho một tập đoàn, vận hành những cuộc họp bán hàng thường niên, sản xuất những chương trình đào tạo trực tiếp hoặc đào tạo trên Internet về việc bán hàng, thái độ, niềm tin, sự trung thành của khách hàng và phát triển bản thân. Khách hàng là các tập đoàn lớn. Những khách hàng của Jeffrey bao gồm Coca-Cola, US Food Service, Caterpillar, BMW, Verizon, Mark Gorter Golf, Hilton, General Motors, Enterprise Rent-A-Car, Ameripride, NCR, IBM, Comcast Cable, Time Warner, Liberty Mutual, Principal Financial, Wells Fargo, Blue Cross Blue Shield, Cosbert, Mutual of Omaha, AC Nielsen, Northwestern Mutual, Trust Mutual Insurance, MetLife, Sports Authority, GlaxoSmithKline, The New York Post và hàng trăm tập đoàn khác. Đứng trước hàng triệu độc giả mỗi tuần,
chuyên mục báo của Jeffrey Sales Moves, xuất hiện trong tiêu điểm của những tập san và tờ báo ở Mỹ và châu Âu, được 4 triệu độc giả đón đọc mỗi tuần. Trên mạng, trang web đáng ngưỡng mộ của Jeffrey Gitomer.com được độc giả và thính giả từ các buổi hội thảo tìm đọc hàng nghìn lần. Sự hiện diện choáng ngợp trên trang web và khả năng thương mại điện tử đã đặt ra tiêu chuẩn gần gũi với người đọc, chiếm được sự tán dương và chấp nhận của khách hàng. Blog cá nhân của Jeffrey, salesblog.com, cũng là một nguồn thông tin miễn phí cho bán hàng và phát triển bản thân. Phương tiện truyền thông: hãy theo dõi Jeffrey trên tài khoản mạng xã hội trên Facebook, Twitter, LinkedIn và YouTube. Những ý tưởng mới, sự kiện hay và những lời mời đặc biệt đều được đăng hàng ngày. Với hơn 1 triệu người theo dõi và hơn 4 triệu lượt xem trên YouTube, Jeffrey đã xây dựng được nền tảng của sự hấp dẫn và cam kết. Đào tạo trên mạng, bán hàng và phát triển bản thân. Học viện Gitomer Learning là luôn luôn thuộc toàn quyền sở hữu của Jeffrey. Học viện Gitomer Learning bao gồm những khóa học có các clip tương tác tuyệt vời, được dựa trên 13 cuốn sách bán chạy nhất của Jeffrey với các câu hỏi tương tác, hơn 25 buổi hội thảo được trình bày và giảng dạy thông qua Internet, cùng những thông tin, chiến lược và ý tưởng hữu ích về bán hàng dựa trên kinh nghiệm thực của Jeffrey dài hàng tiếng đồng hồ. Bắt đầu bằng bài đánh giá khả năng kinh doanh của bạn và sau đó sẽ giới thiệu cho bạn khóa học tương tác tương ứng với trình độ của bạn. Công cụ bán hàng tuyệt vời này sẽ xếp hạng khả năng kinh doanh của bạn và giải thích những cơ hội bổ sung tri thức bán hàng dưới sự tùy chọn của bạn. Học viện trên mạng này luôn sẵn sàng phục vụ 24/7 trên 365 ngày trong năm trên mọi loại thiết bị. Nó luôn được cập nhật mỗi khi Jeffrey ghi lại một clip và nội dung mới. Đó là động lực bán hàng, sự củng cố khả năng bán hàng và cảm hứng cá nhân bất tận để đạt được khả năng theo dõi, đo lường và giám sát những tiến bộ và thành tựu cá nhân. Vào giây phút bạn đọc, xem và nghe bất kỳ nội dung nào của Jeffrey, bạn có thể tiến hành ngay lập tức và áp dụng những thương vụ bán hàng tiếp theo. Học viện Gitomer Learning luôn luôn đổi mới. Học viện Gitomer Learning cũng giảng dạy rất hiệu quả. Vì thế hãy truy cập gitomerlearning.com để có được những động lực bán hàng và cảm hứng cá nhân vô tận. Sales Caffeine, tạp chí online hàng tuần của Jeffrey. Sales Caffeine là chuyên mục đánh thức tiềm năng bán hàng, được đăng mỗi sáng thứ ba hàng tuần cho hơn 250.000 người đăng ký và hoàn toàn miễn phí. Sales Caffeine cho phép Jeffrey được trao đổi những thông tin bán hàng, chiến thuật quý giá và cung cấp những câu trả lời cho các công việc liên quan đến bán hàng theo dòng chảy thời gian. Bạn có thể đăng ký tại www.salescaffeine.com. Dịch vụ phát thanh Sell or Die. Jeffrey Gitomer và Jennifer Klutko đã chia sẻ những tri thức về bán hàng và phát triển cá nhân thông qua chương trình phát thanh của riêng họ mang tên Sell or Die. Trong thế giới luôn thay đổi như ngày nay, có một điều không bao giờ thay đổi: bạn hoặc đang bán thứ gì đó, hoặc không thì đang chết dần chết mòn. Bắt sóng ở iTunes hoặc trên các ứng dụng phát thanh ưa thích của bạn và chỉ cần tìm kiếm Sell or Die là ra. Giải thưởng cho những đóng góp tuyệt vời. Năm 1997, Jeffrey đã được trao tặng giải thưởng chứng nhận nhà diễn thuyết xuất sắc nhất CSP bởi Hiệp hội Diễn thuyết Quốc gia. Giải thưởng đã được trao tặng dưới 500 lần trong 25 năm qua và là giải thưởng lớn nhất được trao tặng. Người diễn thuyết tại tòa nhà danh vọng. Vào tháng 8 năm 2008, Jeffrey đã được chỉ định sẽ dẫn dắt buổi diễn thuyết về những người nổi tiếng của Hiệp hội Diễn thuyết Quốc gia. Sự vinh danh CPAE, những giải thưởng cho những thành viên của hội đồng có thành tích xuất sắc, vinh danh những chuyên gia diễn thuyết đạt đến đỉnh cao của việc diễn thuyết trình xuất sắc. Mỗi ứng viên sẽ phải chứng minh được sự thành thạo và xuất chúng trong 7 tiêu chí: tính nguyên gốc của tài liệu, phong cách độc đáo, kinh nghiệm, cung cấp bài giảng, hình ảnh trước công chúng, sự chuyên nghiệp và khả năng giao tiếp. Buổi lễ hôm đó, những nhà diễn thuyết tuyệt vời nhất đến từ 191 quốc gia đã được mời tới, bao gồm những cái tên như Ronald Reagan, Art Linkletter, Colin Powell, Norman Vincent Peale, Earl Nightingale và Zig Ziglar. Nguyên lý bán hàng và nguyên lý cuộc đời của Jeffrey Gitomer. Tôi đưa ra các giá trị trước, tôi giúp đỡ người khác, tôi nỗ lực để làm điều mình yêu thích một cách tốt nhất, tôi gây dựng mối quan hệ lâu dài với tất cả mọi người. Nếu muốn giàu về tài chính, trước hết bạn phải giàu hiểu biết.
Jeffrey Kip Thomer. Chúc mừng bạn đã đọc xong cuốn sách Kho báu cuộc đời của Napoleon Hill. Thì mình tin là cuốn sách này khá khó đọc và rất nhiều kiến thức, đúng không ạ? Có một điều mình muốn nhắn nhủ đến các bạn, đấy là sau khi đọc cuốn sách này thì bạn hãy khao khát thành công bằng cả trái tim, tâm hồn và cả niềm tin tột cùng của bạn. Nếu bạn toàn tâm, toàn ý làm theo những gì cuốn sách này hướng dẫn và gợi ý thì mình tin rằng thành công sẽ dễ dàng và đến nhanh hơn bạn tưởng. Và trên hết, hãy ghi nhớ rằng mọi việc cần làm với cuốn sách này, mọi phát hiện của bạn và mưu cầu thành công phải đi trước những nỗ lực thực tiễn của bạn, chứ không phải là chạy theo sau. Nếu bạn trở thành một cá thể vĩ đại thì đó là bởi ngay từ đầu bạn đã có ý chí trở nên vĩ đại. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong cuốn sách và hãy nhớ là luôn đồng hành cùng sách hay cùng bạn và comment ở phía dưới những cuốn sách mà các bạn muốn nghe để mình có thể đồng hành cùng các bạn trong thời gian đến. Cảm ơn cả nhà.